chương 2320, toàn bộ thần phục. Cổ Phong mỉm cười, hắn biết rõ, đối phương ba người cũng đã dao động, bất quá, bản thân muốn không phải vẻn vẹn như thế, bản thân nếu là, nhưng đối phương ba người, đối bản thân khăng khăng một mực. Ba người nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng nhiều hơn kính nể. Như thế tuổi trẻ, có như thế ý cảnh tu hành, còn như thế trầm ổn, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Các chủ, có thể ra đề thứ hai. Xấu xí bà lão mở miệng, đề thứ hai cũng rất đơn giản, chúng ta so đan đạo. Cổ phong chậm rãi mở miệng, không chân lão giả, nhìn về phía một bên xấu xí bà lão, cựu trưởng lão, chúng ta người nào xuất chiến. Lần này, hắn và xấu xí bà lão ở trên đan đạo, đều có nghiên cứu, mặc dù cùng thiên linh tiên vực những cái kia tinh thông luyện đan đan sư không so được tính sâu, nhưng tứ đại tiên vực, sớm đã lẫn nhau phong tỏa, trước mắt kẻ này, là bích cơ tiên vực người, ở trên đan đạo, tất nhiên cũng sẽ không quá sâu. Chân người có nhiều không tiện, ta tới. Xấu xí bà lão mở miệng, một bước đi ra, nhìn về phía cổ phong, các chủ, như thế nào đến so. Rất đơn giản, đan đạo tức y đạo, hôm nay chúng ta tỉ thí y người. Cổ phong mỉm cười, chữa bệnh cho người, xấu xí bà lão ánh mắt biến hóa, lập tức mở miệng, các chủ, ngài bây giờ không có tu vi, chỉ là một phàm nhân, như thế nào luyện đan. Chớ nóng vội, ta còn không có nói xong, hôm nay, chúng ta liền so, trị liệu ngươi, trị liệu, mặt của ngươi, cổ phong nhìn về phía xấu xí bà lão mở miệng mặt ta nghe đến lời này xấu xí bà lão trên mặt bi thương ý phủ hiện lúc đầu lão thân tuy không tính mỹ mạo nhưng cũng không xấu xí tám vạn năm trước cùng bách thánh vương triều độc thánh một trận chiến bị đối phương lấy độc thuật hủy dung mạo trọn vẹn tám vạn năm lão thân một mực tìm kiếm biện pháp trị liệu này độc tố nhưng một mực không cách nào chữa trị bây giờ tu vi không bằng lúc trước này dung mạo cũng cuối cùng xấu xí bà lão thở dài một câu các chủ trên thực tế, mặt ta, ta bản thân y không tốt, người cũng không có khả năng chỉ tốt, ván này, chúng ta tính đánh ngang a. À. Đánh ngang? Ha ha, bản các chủ có thể chỉ yêu thích thắng. Cổ Phong nói xong, nhìn về phía bà lão, ta nếu trị liệu tốt, cục này chính là ta thắng. Bà lão lúc đầu căn bản không ôm hy vọng, giờ khắc này, đột nhiên nhìn về phía Cổ Phong, các chủ, chẳng lẽ ngươi thật có biện pháp? Ta là các chủ, mà các ngươi là trưởng lão. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, các chủ chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt lão thân mặt lão thân sau này vĩnh viễn thần phục các chủ bà lão trực tiếp mở miệng đối với một cái như tử tới nói dung mạo thật sự quá mức trọng yếu cái này không những chỉ là vấn đề mặt mũi ảnh hưởng này lấy đạo tâm năm đó kia độc thánh chính là vì xấu xấu xí bà lão đạo tâm mới đem hắn dung mạo hủy đi tốt cổ phong gật đầu bất quá giờ khắc này không chân lão giả nghi hoặc thế nhưng là các chủ ngươi không có tu vi bây giờ làm sao luyện đan này rất đơn giản, toàn bộ hành trình ta tới chỉ điểm, các ngươi tới luyện là được. Cổ phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía một bên Lam Tước, giấy bút. Lam Tước lập tức lấy giấy bút, cổ phong xoát xoát xoát, viết ra một cái dược phương. Ta tới, xấu xí bà lão, một thanh tiếp nhận dược phương, ánh mắt đảo qua, trong mắt chính là lóe qua hoảng sợ, lập tức mặt lộ khó xử, các chủ, này có trọn vẹn 367 loại thảo dược. Lấy lão thân đan đạo cảnh giới, còn không cách nào luyện chế như vậy phức tạp đan dược không phải còn có ta đó sao? Ngươi dựa theo ta phân phó đến luyện chế là được. Cổ phong mở miệng, tốt, xấu xí bà lão cuối cùng cắn răng một cái, lập tức lấy ra đan lô. Bốc cháy, chậm một chút, muốn bẩy thành hỏa, không thể vượt qua nửa phần. Trước vào thiên hà thảo, sau đó rượu ngữ hoa, khống chế quỷ kiểm mộc, cần luyện vỡ nát, lại dung luyện. Chậm một chút, nơi đây cần ôn hỏa. Cổ phong lời nói liên tiếp, không ngừng mở miệng, kia xấu xí bà lão tu vi ở hoàng cấp, phản ứng tự nhiên không chậm, hoàn toàn dựa theo cổ phong phân phó luyện chế. Toàn bộ quá trình, dĩ nhiên không có xuất hiện nổ lô. Tam lão trong mắt đều là mang theo chờ mong. Rất nhanh, một cỗ thanh hôi vị truyền ra, đan lô cái nắp bay lên, một mai đen nhánh đan dược, bay ra. Xấu xí bà lão nhíu mày, các chủ, này đan dược. Tin ta, ăn nó đi. Cổ phong nhìn về phía xấu xí bà lão, mở miệng. Xấu xí bà lão cắn răng phía dưới, trực tiếp đem hắn nhét vào miệng a à, nháy mắt, nàng cảm giác kịch đau truyền đến, tiếp theo, là vô cùng ngứa. Tiếp theo, ở mấy người trợn mắt há hốc mồm, bà lão trên mặt những cái kia nhô lên, chậm rãi bình phục, những cái kia ám thanh sắc độc tố, chậm rãi thiếu dung, biến thành hắc sắc chất độc, rơi xuống. Bất quá mấy cái hô hấp, xấu xí bà lão trên mặt, một chút nhô lên độc tố đều không có. Một chương tuổi chừng bốn tìm tinh xảo phụ nhân khuôn mặt, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ta, ta thực sự, bà lão sờ lấy bản thân mặt, lệ rơi đầy mặt. Lập tức, nàng trực tiếp quỵ ở cổ phong trước mặt, các chủ, xin nhận ta cửu xuân tuyết một xá. Cổ phong không có phản ứng bà lão, mà là nhìn về phía độc nhãn lão giả, người cái này con mắt, trên thực tế, có thể chữa cho tốt. Các chủ, người nói cái gì? Độc nhãn lão giả, đầu ong một tiếng, cổ phong xoát xoát xoát, lại là viết xuống một cái dược phương, ném cho độc nhãn lão giả, bất quá người thương thế càng nặng, ba tháng, mới có thể khỏi hẳn. Ba tháng, độc nhãn lão giả, trong mắt tràn đầy ngập trời vui mừng. Nếu là ngay từ đầu, cổ phong lời này, hắn tự nhiên sẽ không tin. Nhưng bây giờ, tin tưởng không nghi ngờ. Các chủ, ta độc cô nhân, vĩnh viễn thần phục ngài. Độc nhãn lão giả trong mắt vẻ kích động, khó có thể che giấu, trực tiếp quỵ ở cổ phong trước mặt. Cổ phong nhìn về phía kia không chân lão giả, mỉm cười, hiện tại, chỉ còn lại ngươi. Nghe đến lời này, kia không chân lão giả, phảng phất sự liệu được cái gì, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, các chủ, chân ta. Không sai, còn có thể cứu, bất quá người thương thế càng nặng, cần một năm thời gian. Cổ phong nghĩ nghĩ, mở miệng, trên thực tế, mấy người thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng nếu như ở thiên linh tiên vực, người đứng đầu đan đạo đại sư, đều có trị liệu biện pháp, chỉ là cái này bích cơ tiên vực đan đạo quá lạc hậu. Cổ phong, ứng đối, cũng không khó, ta ngô thực nguyện ý vĩnh viễn thần phục các chủ đại nhân. Không chân lão giả, trực tiếp rơi trên mặt đất, Đối Cổ Phong dập đầu. Bao nhiêu năm, lần thứ nhất hắn cảm thấy hy vọng. Ba cuộc tỉ thí, ta thắng hai ván, tiếp xuống, chỉ sợ không cần lại so a. À. Cổ Phong mỉm cười, ba người lập tức điên cuồng gật đầu, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng sùng kính ý, nếu như nói, ý cảnh chỉ điểm, trị liệu nhiều năm thương thế, đây là hạng gì đại ân, đây là cỡ nào thực lực, bọn họ sao còn sẽ không thần phục. Bên ngoài những cái kia buồn cười tiểu nhi vậy mà còn hoài nghi các chủ đại nhân thực lực, các chủ đại nhân nếu là thật sự hiện ra, chỉ sợ bọn họ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Giờ phút này, kia một con mắt độc cô trưởng lão không khỏi mở miệng. Cũng đã khôi phục dung mạo cửu trưởng lão cùng kia không có hai chân ngô trưởng lão, cũng là nhao nhao gật đầu. Không nói tu vi, điểm ấy ý cảnh cùng đan đạo tạo nghệ, có thể đủ nhường vô số người tôn sùng kính ngưỡng. Trường 2321, các chủ chức trách. Ta đang muốn nói việc này, nhớ kỹ, không nên để cho bất luận kẻ nào biết được ta ý cảnh cùng đan đạo tạo nghệ, tốt nhất người ở bên ngoài trong mắt, ta liền là một cái phổ thông phàm nhân, này pháp các trọng yếu sự tình, nói cho ta, mặt khác bất luận cái gì việc nhỏ, các người có thể xử lý, vậy thì các người đến. Cổ phong ánh mắt đảo qua tam lão, nhìn xem bọn hắn trong mắt vẻ nghi hoặc, mở miệng ta muốn tu hành, sớm chút khôi phục tu vi. Ba người nghe xong, đều là giật mình, nhao nhao gật đầu. Các chủ, không biết ngài tôn tính đại danh ngô trưởng lão một đầu con mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng tri ý mở miệng ba người này đều tự báo tục danh nhưng cổ phong xác thực vẫn không có tiết lộ qua tên mình lam tước cũng là nhìn tới cổ phong trực tiếp mở miệng diệp cổ phong mới vừa muốn nói diệp phong bất quá bỗng nhìn ánh mắt lóe lên nói diệp lạc trần đây là đã từng cổ phong ở trong tuế nguyệt động thấy đã từng cửu châu kiếm đế danh tự đối với cái này kiếm đế sự tình cổ phong hiểu rõ không nhiều ở cửu châu ghi chép hắn chính là một cái thần bí người, xuất hiện thời gian, cực kỳ ngắn ngủi. Đi tới Diệp Gia sau đó, cổ phong đột nhiên liền nghĩ, này kiếm đế phi thăng sau đó, phải chăng đi tới Diệp Gia, có lẽ hắn vốn liền là Diệp Gia người. Cổ phong cầm nhân ra lưu lại tuế nguyệt kiếm, tự nhiên đối này kiếm đế sự tình, cũng là muốn nhiều hiểu rõ một chút, như thế dứt khoát lên cái tên này, nhìn xem mấy người phản ứng. Các chủ tên rất hay, không có hai chân ngô trưởng lão, lập tức mở miệng. Các ngươi không có nghe qua danh tự sao cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, lấy cửu châu giới đối với kiếm đế đều ghi chép, người này mặc dù xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cử thế vô song, vô địch thiên hạ, dạng này đều nhân vật, phi thăng sau đó cũng không có khả năng không có tiếng tăm gì. Chẳng lẽ còn có người cùng các chủ đại nhân trùng tên sao? Thuộc hạ xác thực chưa nghe qua, ngô trưởng lão lập tức lắc lắc đầu, cửu trưởng lão cùng độc cô trưởng lão cũng là một mặt nghi hoặc. Cổ phong trong lòng thầm nói ba người này ở diệp ra địa vị, Diệp ra sự tình, bọn họ hẳn là đều biết được không ít, như thế hiển nhiên kiếm đế Diệp Lạc Trần không phải Diệp ra người. Không có việc gì, các người tạm thời rời đi thôi. Cổ phong lập tức mở miệng, kia độc cô trưởng lão, lại là muốn nói lại thôi. Còn có cái gì sự tình, cổ phong nhìn độc cô trưởng lão đều bộ dáng, nghi ngờ nói. Độc cô trưởng lão lập tức mở miệng, các chủ, là dạng này, thân làm các chủ, ngoại trừ muốn quản lý pháp các tất cả công việc bên ngoài, mỗi một năm, còn nhất định phải câu thông tiên đằng, chỉ ít từ tiên đằng, thu hoạch được một loại tân tiên thuật bí pháp mới có thể. a à, cổ phong cũng là biết được, này tiên đằng, là có thể thu hoạch được tiên thuật bí pháp, bất quá lập tức nói, nếu như không cách nào từ tiên đằng, thu hoạch được tân tiên thuật, lại sẽ như thế nào? Cần đến hình phạt trụ nơi đó, tiếp nhận hình phạt. Độc cô trưởng lão không khỏi mở miệng, hình phạt, cổ phong lúc này nhíu mày, này từ tiên đằng bên trong thu hoạch được tiên thuật, nhìn đến liền là bản thân một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Là, tam mạch ký chủ, hưởng thụ lấy to lớn tài nguyên, cùng toàn bộ diệp ra trọng điểm bảo hộ, còn có cực lớn đặc quyền, như thế, từ tiên đằng bên trong cả mộ tiên thuật, là nhất định phải vì diệp ra làm ra cống hiến. Độc cô trưởng lão nói ra, đặc quyền, có cái gì đặc quyền, cổ phong đối toàn bộ rất hiếu kỳ, ngoại trừ pháp các, bảo lâu cùng thông thiên viện, các chủ đại nhân cũng có thể tùy ý đi lại, không nhận bất luận cái gì hạn chế, phải biết loại người bình thường, muốn vào ba đại thánh địa, có thể đều là muốn bỏ ra đại bút tiên thạch, cho dù như thế cũng phải biểu hiện cực kỳ đột xuất mới có thể tiến vào độc cô trưởng lão mở miệng lập tức nhìn về phía cổ phong các chủ việc này thuộc hạ đám người bất lực chỉ có thể dựa vào ngài bản thân này việc này các ngươi không cần lo lắng một năm ta tất nhiên có thể từ tiên đằng bên trong lấy được một loại tiên thuật bí pháp cổ phong trực tiếp mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói lập tức nhìn về phía ba người các ngươi đi thôi lập tức ba người rời đi ba người rời đi cổ phong cũng là thở dài một hơi hôm nay nhìn như đơn giản, kỳ thực không dễ dàng, nếu không phải phát hiện, ba người thân thể thiếu hụt cùng ý cảnh tu hành có vấn đề, cổ phong thật đúng là không tốt nhường ba người hoàn toàn thần phục. Lam Tước, người còn có cái gì sự tình, cổ phong nhìn về phía cả người còn có chút ngốc trệ tại chỗ Lam Tước, mở miệng. Công tử, Lam Tước muốn hướng ngươi xin lỗi, Lam Tước trên mặt mang theo ái náy, xin lỗi, cổ phong không khỏi nghi hoặc, Lam Tước vốn coi là công tử là người bình thường. Hết thảy đều cần Lam Tước đến bãi bình, thực sự đánh giá thấp công tử. Lam Tước nói ra, coi thường ta người, nhiều lắm, không kém người một cái. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười một tiếng. Lam Tước lập tức, lại là mở miệng, công tử. Lam Tước cần nhắc nhở ngài một câu, bây giờ bởi vì ngài thành pháp các các chủ, nhưng không ít thế hệ tuổi trẻ tu giả, đều đối ngài cực kỳ đố kỵ, thậm chí rất nhiều huyền tử cùng thánh tử cũng ở bên trong, công tử còn cần cẩn thận một chút. Sợ cái gì, không phải có người sao, ai tới chọc ta, ngươi liền hung hăng đánh bọn họ cũng được. Cổ phong nghe xong, lúc này cười một tiếng, làm tước hơi hơi kinh ngạc này, công tử, ngài không phải nói đùa đi, lấy ngài dạng này đại tài, làm sao sẽ để cho nô tỳ vì ngươi ngăn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta để ý, một mực đều là kết quả, mà không phải quá trình. Cổ phong mở miệng cười nói, làm tước nghe xong, lúc này không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu trước mắt này công tử, rốt cuộc là như thế nào tính cách. Làm tước rời đi, Cổ Phong một người ở trong ốc xá, trong mắt không khỏi mang theo trầm tư, tiên pháp bí thuật, một năm thu hoạch được một loại, như thế nhất định phải câu thông tiên đằng mới được, ta cần thử nghiệm một phen. Nghĩ đến, Cổ Phong nhắm lại hai mắt, thử nghiệm cảm thuộc tiên đằng tồn tại, tiên đằng có, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn cảm thấy, bởi vì trở thành tiên đằng ký chủ, Cổ Phong cùng tiên đằng có tinh thần liên hệ. Lại, này tiên đằng mặc dù không thể mở miệng, bất quá hắn cảm xúc tựa như đối cổ phong có chút dựa vào. Loại cảm giác này, chẳng lẽ, cổ phong ánh mắt biến hóa, vung tay lên, đến. Lời vừa nói ra, cổ phong bên cạnh ngoài cửa sổ, một cây tiên đằng trực tiếp vọt vào, từ kim sắc tiên đằng phiêu phù ở cổ phong trước mắt, cực kỳ đáng chú ý. Này tiên đằng, cùng huyết đằng, xác thực có đồng nguyên khí tức, lại, nó tựa như huyết đằng tiên tổ. Cổ phong ánh mắt càng ngày càng biến hóa, giờ khắc này, cổ phong thậm chí có thể cảm giác được, bản thân thể nội mục linh hải, một đoạn kia tiên đằng cũng đang rung động chỉ là bây giờ tất cả tu vi bị phong ấn không cách nào điều động thể nội thiên địa linh vật tiên đằng đi cổ phong bấm tay một điểm từ ngoài cửa sổ chui tiến đến tiên đằng trực tiếp hướng về cổ phong chỉ phương hướng xông ra này cổ phong ánh mắt kịch liệt biến hóa lên lần nữa lật xem diệp ra toàn giải liên quan tới tiên đằng giới thiệu kia một trang dựa theo diệp ra toàn giải bên trong ghi chép tiên đằng làm chủ ký chủ làm nô cả hai tất cả lấy tiên đằng làm chủ đạo tiên đằng chết, ký chủ chết, ký chủ chết, tiên đằng bất tử, ký chủ mỗi một lần nhường tiên đằng xuất thủ, đều cần cống dâng ra bản thân tinh huyết, lại thành khẩn mời ra. chương 2322, Thập nhị Chu Thiên kiếm trận. Có khó như vậy sao? Cổ phong khắp khuôn mặt là cổ quái. Căn cứ ghi chép, này tiên đằng có thể nói là cực kỳ ngạo kiều đồ vật, căn bản sẽ không mặc cho ký chủ bài bố, ngày thường, muốn cho nó xuất thủ là rất khó, cần ký chủ khẩn cầu phía dưới, lại cống hiến đại lượng tinh huyết mới có thể, nghĩ từ đó thu hoạch tiên pháp bí thuật, cũng là cần cầu ra ra cáo nãi nãi, lại cung lên tinh huyết. Nếu không phải đến diệp ra sinh tử tồn vong thời khắc, tiên đằng là căn bản không biết chủ động xuất thủ. Mà hiện tại, tiên đằng, đi cho ta rót chén trà. Tiên đằng, ta mệt mỏi, cầm một ghế dựa tới. Tiên đằng, cho ta đấm bóp chân. Tiên đằng, cầm chút trái cây tới. Tiên đằng, cho ta nhảy một bản. Cổ phong cực kỳ tiêu dao nằm một chương dây leo ghế dựa, một bên một cây tiên đằng truyền đạt nước trà, mặt khác bốn cái tiên đằng lại cho cổ phong đấm chân, còn có một cây tiên đằng bưng một bàn trái cây, đồng thời lại có vài gốc tiên đằng ở trong đó lắc lư khiêu vũ. Đây mới là nhân sinh A, à. giờ khắc này, cổ phong chỉ cảm giác mình vô cùng sảng khoái. Cái gì tiên đằng làm chủ, ký chủ làm nô, no. ở cổ phong nơi này, cổ phong mới là chiếm cứ lấy một mực chủ đạo địa vị A. À. Có thể nói, hiện tại chỉ cần cổ phong một câu, nhưng tiên đằng làm gì, tiên đằng liền làm gì. Tất cả những thứ này, cùng điển tịch phía trên ghi chép, hoàn toàn khác biệt. Ta hiểu, có lẽ bởi vì huyết đằng duyên cớ, tăng thêm ta một linh hải, những người khác chỉ là cống dâng ra bản mệnh tinh huyết, dung nhập tiên đằng thể nội, tự nhiên lấy tiên đằng làm chủ đạo, mà hiện tại, ta thể nội đoạn này tiên đằng, chỉ sợ là tiên đằng bản nguyên đồ vật, như thế, tiên đằng tự nhiên tuân theo ta. Cổ phong trong mắt tinh mang lấp lóe nguyên bản cổ phong còn đang lo lắng, bản thân đối với tiên đằng trưởng khống, bây giờ nhìn đến, có tiên đằng ở, dù là mình là một phạm nhân cũng không có bất luận cái gì quan hệ ai dám đến trêu chọc tiên đằng người nhưng có cái gì trận pháp loại tiên pháp bí thuật cho ta đến một loại a à, đúng rồi nhớ kỹ không thể là pháp các bên trong tồn tại cổ phong nhìn về phía trước mắt chính đang khiêu vũ vài gốc tiên đằng nhàn nhạt, nhạt một câu lúc này trước mắt tám cái tiên đằng nhào nhào quang mang thiểm thước tiếp theo riêng phần mình một giọt máu tươi từ mỗi một căn tiên đằng bên trong bay ra bay ra sau đó này mỗi một máu tươi đều biến thành một cái huyết sắc quang đoàn. a à, cổ phong ánh mắt lóe lên, bấm tay một điểm, điểm vào một cái huyết sắc quang đoàn phía trên. ong, này huyết sắc quang đoàn khẽ run lên. tiếp theo, một phiến văn tự chính là phù hiện mà ra. thất giai trận pháp cửu cung khốn long trận, muốn bố trí trận này cần minh ngộ thất giai trận văn. tiếp theo chính là một phiến trận pháp bố trí giới thiệu, cùng trận này huy lực, trận này lợi hại a, một khi bố trí thành có thể lấy trận pháp đồng thời đối chiến năm cái hạ vị tiên hoàng, bất quá cần minh mộ trận văn rất nhiều. Cổ phong ánh mắt biến hóa, bản thân tùy tiện vừa muốn, này tiên đằng liền lấy ra có thể đối kháng hoàng cấp tu giả thất giai trận pháp. Loại này trận pháp, hẳn là xem như cực kỳ hy hi hữu tồn tại. Lại nhìn nhìn mấy cái này, cổ phong nghĩ đến, đem còn lại mấy cái huyết sắc quang đoàn, nhào nhào ấn mở. Thất giai trận pháp, bát tướng nam hoang trận, bát giai trận pháp, du ngư phi thiên trận bát giai trận pháp tứ tượng thủy mạc trận này kiếm lợi lớn cổ phong trong mắt tinh mang lóe lên trước đó độc cô trưởng lão mấy người còn đang lo lắng cổ phong một năm không cách nào câu thông tiên đằng nhưng tiên đằng cho mình một loại tiên pháp bí thuật mà hiện tại cổ phong mở miệng phía dưới trực tiếp tới tám loại cao thâm trận pháp điển tịch như thế nhìn đến đừng nói một năm một loại cho dù là một năm một nghìn loại cổ phong cũng có thể làm được cổ phong nghĩ nghĩ mở miệng tiên đằng người tìm cho ta một loại công phòng nhất thể, mạnh nhất trận pháp. Trước mắt tiên đằng trong lúc nhất thời không ngừng rung rung. Tựa như đang vì cổ phong tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, tiên đằng, một giò tử hồng sắc tinh huyết bay ra. Tử hồng sắc, này cùng phía trước tử sắc huyết dịch, cực kỳ khác biệt. Trên đó phát ra khí tức, đều là cực kỳ cường hoành. Lấy ta lời vừa rồi nói, này hẳn là tiên đằng biết được, mạnh nhất trận pháp. Cổ phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức, bấm tay một điểm, lúc này một giọt này tử hồng sắc tinh huyết, trực tiếp biến thành một cái tử hồng sắc quang đoàn. Lập tức, một phiến chữ viết phù hiện, tôn cấp đỉnh phong trận pháp, thập nhị chu thiên kiếm trận. Tôn cấp đỉnh phong trận pháp, cổ phong đầu ong một tiếng, hắn không nghĩ đến, tiên đằng, dĩ nhiên ẩn chứa kinh khủng như vậy trận pháp. Lập tức, cổ phong tiếp tục xem tiếp đi, này chữ viết phía trên viết, này kiếm trận, chính là 12 tiên vực thời đại, từ hồng tiên đế sáng tạo, tử hồng tiên đế kết hợp 12 tiên vực riêng phần mình đặc điểm, sáng tạo ra này kiếm trận, nhưng trận này còn chưa sáng tạo xong, chính là đi đến đại nạn, liền như vậy vẫn lạc. Ta may mắn được hắn một giọt tinh huyết, như thế, biết được trận này. Thập nhị chu thiên kiếm trận, đệ nhất thiên, bạch dương phá hiểu kiếm trận. Tử hồng tiên đế lưu lại, này kiếm trận, đúng là tử hồng tiên đế lưu lại. Cổ phong trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, tử hồng tiên đế, là 12 tiên vực thời đại tinh không tiên đế, đúng là hắn, đem hư không hắc động bên trong bốn khối bản nguyên thần thạch, cấp cho đến tinh không bốn phía, bất quá, truyền văn tử hồng tiên đế đại nạn đến, vẫn lạc, bây giờ này tứ đại tiên vực thời đại tiên đế, đã không phải là tử hồng tiên đế. Này tiên đế thần bí cực kỳ, cực ít có người biết được kỳ danh húy. Cổ phong làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên chiếm được tử hồng tiên đế lưu lại kiếm trận. Tiếp theo, cổ phong tiếp tục xem tiếp đi, chính là, cao mày, chỉ bởi vì này kiếm trận tuy mạnh, có thể nói là trận pháp, vô thượng tồn tại, nhưng có ba cái nhân tố chủ yếu, nhưng cổ phong bây giờ căn bản không cách nào thi triển này trận pháp. Thứ nhất, tu vi, này trận pháp, là tôn cấp đỉnh phong trận pháp, cổ phong chỉ ít tu vi đi đến tôn cấp, mới có thể chân chính thi triển ra này toàn bộ trận pháp. Thứ hai, tiên bảo, này trận pháp, cần là phi kiếm bầy trận, lại mỗi một chuôi phi kiếm phẩm dai, đều ít nhất là hoàng cấp, cổ phong bây giờ chỉ có một thanh tuế nguyệt kiếm, đạt đến hoàng cấp tiên bảo hàng ngũ, trừ cái đó ra, nào có cái gì phi kiếm. Thứ ba, trận văn, muốn triệt để tu thành này kiếm trận, cần minh ngộ mộ một đến 12 giai cơ hồ chín thành trở lên trận văn, chỉ có hiểu rõ những cái này trận văn mới có thể bố trí này kiếm trận. Trận này tuy mạnh, nhưng ta muốn tu hành, hiện tại cơ hồ không có khả năng, nhìn đến tất cả trận đạo tu hành đều cần từ minh ngộ trận văn bắt đầu. Cổ Phong cuối cùng không khỏi cảm thán, trận đạo cùng đan đạo có tương tự, đan đạo cần minh ngộ thảo dược, minh ngộ thảo dược đặc tính mới có thể luyện đan mà trận đảo thì cần minh mộ trận văn chỉ có hiểu rõ đối ứng trận văn mới có thể căn cứ trận pháp khác biệt bày trận ta hiện tại không có tu vi không cách nào bày trận như thế vừa vặn trước minh mộ trận văn đợi đến tu vi khôi phục thời điểm liền có thể bày trận nghĩ đến cổ phong đem này thập nhị chu thiên kiếm trận toàn bộ nội dung nhớ ở não hải lập tức nhìn về phía tiên đằng tiên đằng cho ta đến chút trận văn bách khoa toàn thư loại hình đã thấy tiên đằng trực tiếp đong đưa cổ phong cảm thấy hắn ý tứ kia ý là, nó không có những cái kia cấp thấp đồ vật. chương 2323, Liễu Vân Trí. Vậy ta bản thân đi pháp các bên trong tìm kiếm là được. Cổ phong bất đắc dĩ, lập tức đi ra bản thân ốc xã. Cổ phong thân làm pháp các các chủ, cư trú là đệ tứ tầng nhập khẩu, cổ phong đi xuống đệ tứ tầng, chính là đệ tam tầng. Đệ tam tầng, giờ phút này, kia không có hai chân ngô trưởng lão, ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy cổ phong, lập tức ánh mắt lấp lóe muốn tới bài kiến. Cổ phong một cái ánh mắt đưa tới, kia ngô trưởng lão hiểu ý, không có mở miệng. Đệ tam tầng, là chỉ có hoàng cấp tu giả, mới có thể tiến vào. Cổ phong ánh mắt đảo qua, giờ phút này, này đệ tam tầng, hoàng cấp tu giả không nhiều, chỉ có một người. Trên thực tế, toàn bộ đệ tam tầng điển tịch chỉ có một cái giá sách. Dù sao hoàng cấp tiên pháp bí thuật, cực kỳ thưa thớt, lại toàn bộ diệp ra hoàng cấp tu giả, cũng chỉ có 27 người. Giờ phút này, đệ tam tầng, ngoại trừ ngô trưởng lão bên ngoài, chỉ có một cái hoàng cấp tu giả, ở giá sách chỗ đọc qua. Người này, thân mặc một thân lá liễu trường bào, sợi dâu lưu đến rất dài. Cổ phong còn chưa ngôn ngữ, bên tai ngô trưởng lão truyền âm, chính là truyền đến. Các chủ, người này tên là Liễu Vân Trí, là ta diệp ra liễu nhất mạch tam trưởng lão, ngày thường, thích nhất bồi dưỡng linh thực, đã từng bồi dưỡng ra qua không ít hy hi hữu thảo dược. Nghe ngô trưởng lão lời nói, cổ phong đối này Liễu Vân Trí cũng là biết mấy phần. Giờ phút này, nhìn liễu vân trí trên mặt một mực gấp cao mày trên mặt một bộ cực kỳ thất vọng bộ dáng ngô trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến các chủ bồi dưỡng linh thực loại điển tịch một mực đều là tương đối thưa thất đồ vật đệ tam tầng trên trăm điển tịch chỉ có ba quyển đều sắp bị hắn lật nát cổ phong gặp vậy cũng sẽ không quá nhiều để ý tới chuẩn bị xuống lầu tu hành trận văn muốn từ cơ sở tu lên như thế cổ phong muốn trước đi đệ nhất tầng tu hành cơ sở trận văn mà cổ phong mới vừa muốn đi bên kia thanh âm chính là truyền đến. Vị này tiểu hữu các chủ, cổ phong nghe xong, một quay người, người trước mắt chính là Liễu Vân Trí, lúc này cười nhạt nói, Liễu trưởng lão, gọi ta các chủ liền có thể, liền không cần tăng thêm tiểu hữu hai chữ. Liễu Vân Trí ánh mắt nhìn về phía cổ phong, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn gọi một tiếng các chủ, chỉ là cho gia chủ mặt mũi. Vốn coi là, một cái không có tu vi phàm nhân tiểu tử, ở trước mặt mình, sẽ thất kinh, lại không nghĩ đến, đối phương như thế trầm ổn. Lại nhìn nhìn một bên nơi xa ngô trưởng lão, nhìn về phía nơi này, giữa hai lông mày thần sắc. Liễu vân trí trong lòng không khỏi biến hóa lên, người khác già mà thành tinh, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự tự nhiên không kém, có thể khiến cho ngô trưởng lão ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, trước mắt kẻ này, có lẽ có mấy phần bản sự. Nghĩ đến, liễu vân trí không có cùng kinh ý, cũng không có khinh thị chi dung, bình thản mở miệng, các chủ, lão phu muốn cầu một bản linh thực gieo trồng loại trận pháp điển tịch, các chủ nhưng có biện pháp. Cái này nha, Cổ Phong trên mặt mang theo mấy phần vẻ làm khó. Nhìn thấy Cổ Phong như thế biểu lộ, Liễu Vân Trí trong lòng càng thêm thất vọng, trên thực tế, hắn biết được đối phương bây giờ không có mảy may tu vi mang theo, đã từng nhiều như vậy tiên đăng ký chủ, cũng liền tích lũy ba quyển linh thực loại điển tịch mà thôi, huống chi trước mắt cái này mao đầu tiểu tử. Nếu không phải thực sự lo lắng, Liễu Vân Trí cũng sẽ không ôm lấy thử xem thái độ hỏi thăm. Liễu Vân trí thở dài một câu, tất nhiên không có biện pháp, vậy liền. Kỳ thực không phải không có biện pháp, cổ phong mở miệng, a à, các chủ có biện pháp, Liễu Vân trí nháy mắt trong mắt sáng lên, Liễu trưởng lão lớn tuổi ta không ít, cũng không cần cùng ta như thế khách khí, ta tên Diệp Lạc Trần, nếu là không chê, liền gọi ta một tiếng Diệp Sư Đệ liền có thể. Cổ phong mỉm cười, bản thân bây giờ vừa mới tiến vào Diệp ra, căn cơ bất ổn, nhiều kết giao một chút hoàng cấp tu giả, đối cổ phong tự nhiên là có chỗ tốt. Diệp sư đệ, Liễu Vân Chí khóe mắt hơi hơi co quắp một cái, người tiểu tử vẻn vẹn một cái thế hệ tuổi trẻ tu giả, so với ta tôn tử tuổi tác còn nhỏ, lại không có bất luận cái gì tu vi, để cho ta gọi ngươi sư đệ. Bất quá nghĩ đến cổ phong dù sao là pháp các các chủ, thân phận địa vị thậm chí so bản thân còn cao, đồng thời, hắn khả năng thật có biện pháp, chính là trực tiếp mở miệng, Diệp sư đệ, ta nhiều năm bồi dưỡng một gốc hỏa lôi quả mắt thấy muốn thành thục, bây giờ này hỏa lôi quả sinh cơ, lại là đạt đến cực hạn nếu Diệp sư đệ khả năng giúp đỡ sư huynh một lần này, sư huynh tất có thâm tạ. Hỏa lôi quả là hỏa lôi thụ kết, này ba 000 năm nở hoa, vạn năm kết quả, một vạn năm biến một sắc, bây giờ người bồi dưỡng này hỏa lôi quả, có mấy sắc. Cổ phong trong đầu, đã từng cảm mộ qua thảo dược hỏa lôi quả giới thiệu lóe qua, trực tiếp mở miệng. Liễu vân trí lúc này trong mắt sáng lên, này hỏa lôi quả, thế nhưng là một loại hy hữu đồ vật, bích cơ tiên vực tất cả mọi người giỏi về luyện trận, hiểu được thảo dược người, là cực ít, gặp cổ phong một cái liền nói ra toàn bộ đặc tính, liễu vân trí trong lòng nhiều mấy phần hy vọng. Tứ sắc nửa, lập tức liền muốn ngũ sắc, thế nhưng là hắn sinh cơ đi đến cực hạn, sư huynh ta cũng đã nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn là không cách nào duy trì hắn sinh cơ không ngừng, lúc này mới đi tới pháp các. Liễu vân trí khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng mở miệng. Hỏa lôi thụ thọ nguyên, đồng dạng bốn vạn năm chính là cực hạn, ta không biết người dùng biện pháp gì, kéo dài hắn sinh cơ, nhưng nếu muốn ngũ sắc, lại là có chút tham lam cổ phong lắc lắc đầu liễu vân trí cười khổ thực không dám giấu giếm sư huynh ta đang tu hành một môn tên là ngũ lôi quy nguyên thất giai trận pháp này trận pháp nhất định phải một cái nắm giữ năm loại thuộc tính lôi điện linh vật làm trận nhãn nên ta vừa muốn bồi dưỡng này ngũ sắc hỏa lôi quả ta có thể câu thông một cái tiên đằng nhìn xem có hay không biện pháp cổ phong mở miệng tạ sư đệ nghe đến lời này liễu vân trí trong lòng nhiều mấy phần hy vọng hắn nguyên bản coi là đối phương ít như vây tu vi câu thông không được tiên đằng đây, nhìn đến bản thân quá lo lắng. Lập tức, cổ phong nhắm lại con mắt, trong lòng thầm nói tiên đằng, nhưng có biện pháp. Lúc này, trọn vẹn mười mấy loại kéo dài linh thực thọ nguyên điển tịch xuất hiện ở cổ phong trong đầu. Cái này cũng có thể, cổ phong cảm thán, bản thân tâm thần câu thông tiên đằng, này tiên đằng dĩ nhiên có thể làm cho nó thông hiểu điển tịch, trực tiếp xuất hiện ở bản thân trong đầu. Cổ phong trong lòng đại định, bất quá lập tức khắp khuôn mặt chính là khó. Sư đệ, chẳng lẽ, Liễu Vân Trí ánh mắt biến hóa, biện pháp ngược lại là có, bất quá trả giá đắt quá lớn, cần ta thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, mới có thể cùng tiên đằng đổi lấy này điển tịch. Cổ phong mặt lộ đắng chát, này, Liễu Vân Trí sắc mặt cũng là khó coi, đối phương bây giờ vẻn vẹn phàm nhân, không có nửa điểm tu vi, một cái phàm nhân, nhiều nhất cũng liền có thể sống trăm năm. Nhưng đối phương thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, trợ giúp bản thân, này. Ai, thôi, ta Diệp Lạc Trần bây giờ nhất giới sắc phàm, tuy trở thành các chủ, lại gặp người đầu đề câu chuyện, liễu sư huynh tất nhiên để mắt ta, ta vì liễu sư huynh, liều một lần này, lại như thế nào? Vừa nói, cổ phong trong mắt lóe qua một vòng kiên quyết ý tiên đằng. Siêu, nháy mắt, bên cửa sổ một cây tiên đằng, gào thét mà tới. mươi 2324, đệ nhị tầng. Một cây tiên đằng từ ngoài cửa sổ mà vào, đi tới cổ phong trước mặt. Diệp sư đệ, ngươi, liễu vân trí ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Liễu sư huynh, không cần khuyên ta, ta tao ngộ đại nạn, bây giờ đã là nhất giới phàm nhân, nếu như có thể dùng ta 10 năm thọ nguyên, đến trợ giúp liễu sư huynh, ta nguyện ý. Nói xong, cổ phong bắt lại tiên đằng, nháy mắt, cổ phong sắc mặt, chính là trắng bệch. Tiếp theo, liễu vân trí rõ ràng cảm giác, cổ phong thọ nguyên đang trôi qua. Trên thực tế, tất cả những thứ này, bất quá là cổ phong cố ý mà làm, lấy hắn bây giờ cùng tiên đằng liên hệ, làm bộ bị hấp thụ thọ nguyên bộ dáng là có thể làm được, trên thực tế, cổ phong thọ nguyên một điểm cũng không có mất đi. Ra, cổ phong một tiếng quát khẽ, lập tức buông tay ra. Tiếp theo, tiên đằng, một giọt máu tươi bay ra, hóa thành huyết sắc quang đoàn. Cổ phong bấm tay một điểm, này huyết sắc quang đoàn lập tức biến thành một phiến chữ viết. Thảo Mộc Duyên thọ trận, chuyên môn bồi dưỡng thảo dược tác dụng, có thể kéo dài cỏ cây thọ nguyên, tăng cường dược tính. Cụ thể bố trí phương pháp, nhìn thấy phiến này chữ viết, liễu vân trí trong mắt quang mang nộ phóng, lập tức đem phía này chữ viết, thác ấn ở một mai ngọc giản phía trên, lập tức nhìn về phía cổ phong, vẻ kích động khó có thể ngôn ngữ. Tiếp theo, ở cổ phong trợn mắt há hốc mồm, Liễu Vân Trí đúng là hướng về phía cổ phong khom người bái thật sâu, thậm chí chuẩn bị quỳ xuống. Liễu Sư Huynh, không cần đại lễ như vậy, cổ phong lập tức đi đỡ Liễu Vân Trí, bất quá bản thân sắc mặt cực kỳ trắng bạch. Liễu Vân Trí giờ phút này trong mắt mang theo khắp nơi óng ánh mở miệng, sư để có chỗ không biết, ta sở dĩ nghĩ bố trí ngũ lôi quy nguyên trận, là bởi vì, đây là ta qua đời thê tử, sáng tạo ra trận pháp, nàng nguyện vọng, liền để cho trận này phát triển làm dạng dỡ, nhưng trận này bố trí điều kiện hà khắc, hôm nay diệp sư đệ thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, trợ giúp vi huynh, ân này, xứng nhận này bái. Sư huynh xin đứng lên đi, cổ phong nhường liễu vân trí đứng dậy, lập tức mở miệng, sư huynh, không cần treo ở trong lòng, ta lúc đầu cũng chỉ có trăm năm có thể sống. Bây giờ 90 năm cùng 100 năm, cũng không kém bao nhiêu, khụ khụ. Diệp sư đệ, ta liếu vân trí lấy trời làm thề, sau này diệp sư đệ nếu có nhu cầu, vi huynh tự nhiên sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Liếu vân trí mặt mũi vẻ cảm động, cũng đã không cách nào ngôn ngữ, lập xuống tiên đạo lời thề. Này, là hắn đối cổ phong một cái thừa nhược, nói cách khác, cổ phong mặc kệ có cái gì yêu cầu, chỉ cần hắn có thể hỗ trợ, tất nhiên toàn lực tương trợ. Liếu sư huynh, ta giúp ngươi, cũng không phải là thèm muốn ngươi báo đáp, mà là hôm nay cùng ngươi mới quen đã thân, bây giờ ngươi lấy được này bồi dưỡng linh thực bí pháp, mau mau bồi dưỡng kia hỏa lôi quả, sớm chút hoàn thành tẩu tẩu nguyện vọng, mới là chính sự." Cổ Phong nhìn về phía Liễu Vân Trí, nghiêm mặt mở miệng, lập tức trong mắt tràn đầy sầu não. "Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng?" Nhìn Cổ Phong sắc mặt, Liễu Vân Trí ánh mắt biến hóa. "Ai, Liễu sư huynh, thực không dám giấu giếm, ta cũng mất đi ta tình cảm chân thành, loại đau khổ này, ta hiểu. Giờ phút này cổ phong biểu lộ cảm xúc, không khỏi nhớ tới ngủ say ở càn khôn túi chỗ sâu cổ nhu nhi. Huynh đệ, lấy liễu vân trí tu vi thực lực, tự nhiên nhìn ra cổ phong không phải làm bộ, nháy mắt lại là nhiều hơn đồng bệnh tương liên cảm giác, nhìn về phía cổ phong, huynh đệ, ta liền không nói nhiều, hiện tại ta muốn lập tức cảm ngộ này bí pháp, ta không thể lãng phí nửa điểm thời gian. Tốt, ngươi lại mau mau cảm ngộ, ta phân phó phía dưới, hôm nay đệ tam tầng vì ngươi quan bế, không người có thể quấy dày ngươi. Cổ phong lúc này gật đầu, Tốt, Liễu Vân Trí trên mặt, vẻ cảm kích càng đậm. Lập tức, Cổ Phong liền không phải không còn để ý tới cảm mộ linh thực bí pháp Liễu Vân Trí, hướng về đệ nhị tầng đi đến. Ngô trưởng lão đi tới Cổ Phong bên người, thấp giọng mở miệng, các chủ thật quyết đoán, không tiếc dùng 10 năm thọ nguyên, lôi kéo một cái hoàng cấp tu giả. Ta lôi kéo cũng không phải một người, Liễu Vân Trí ở Liễu nhất mạch địa vị thế nhưng là không thấp. Cổ Phong mỉm cười, Ngô trưởng lão đột nhiên trong mắt sáng lên, phảng phất cảm ngộ cái gì. Diệp ra hết thảy chỉ có 27 hoàng cấp. Bây giờ, bản thân mẫu thân, làm tước, pháp các ba người, liễu vân trí, bản thân một bên đã có 6 cái hoàng cấp tu giả. Cái này so với cổ phong vừa mới tỉnh lại thời điểm tình cảnh, thế nhưng là thân thiết phía trên rất nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong đi xuống đệ tam tầng, đi vào đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng là vương cấp tu giả khu vực, toàn bộ diệp ra, vương cấp tu giả, chừng 1263, mỗi một cái chi mạch, đều có hơn trăm người, mà chủ mạch lại có gần hơn 600 người. Như thế, này đệ nhị tầng, so với đệ tam tầng, thế nhưng là náo nhiệt rất nhiều. Nơi này giá sách, chừng trên trăm, giờ phút này, ở trong đó tu giả, cũng có gần 200 người. Cổ phong từ đệ tam tầng xuống tới, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Bởi vì, có thể lên đệ tam tầng, tu vi có thể chỉ ít đều là hoàng cấp. Nhưng nhìn thấy cổ phong thời điểm, đám người ánh mắt, đều là hơi hơi biến hóa lên đây không phải là cái kia phàm nhân ký chủ sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, gia hỏa này bây giờ thế nhưng là pháp các ký chủ. Pháp các ký chủ lại như thế nào, hắn chẳng qua là phàm nhân mà thôi, chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta thần phục hắn hay sao? Cũng không biết gia hỏa này, đạp vận cứt chó gì, có thể trở thành tiên đằng ký chủ. Chẳng lẽ, ký chủ hút đã quen thiên tài, một lần này vừa muốn đổi khẩu vị. Từng đợt thấp giọng nghị luận truyền đến, trường quản pháp các đệ nhị tầng, là cựu trưởng lão, Nàng bây giờ dung nhan sớm đã khôi phục, tất cả những thứ này đều là cổ phong trợ giúp. Đối với cổ phong, nàng trong lòng cảm kích, căn bản không cách nào ngôn ngữ. Nghe được có người, như thế chửi bới cổ phong, cựu trưởng lão nháy mắt lên cơn giận dữ, liền muốn phát tác. Cổ phong lại là đi tới, trực tiếp khoát tay một cái, cựu trưởng lão gặp vậy, ngăn chặn trong lòng lửa giận, không có mở miệng. Cổ phong lập tức đến gần một cái dáng người béo to lớn tu giả, người là mạch nào, gọi tên là gì. Ha ha, người chỉ là một cái phàm nhân thật đem bản thân coi ra gì người có tư cách biết rõ bản đại gia tên sao này bàn tử lập tức khắp khuôn mặt là kiêu căng ở trong mắt của hắn đối phương bất quá là một cái chỉ là phàm nhân căn bản không thèm để ý cổ phong gặp vậy lắc lắc đầu hướng đi một cái da rẻ đen kịt nam tử mở miệng ngươi là mạch nào gọi tên là gì lăn một bên đi đừng quấy dày lão tử tham mộ bí pháp này mặt đen nam tử trực tiếp lạnh giọng một câu cổ phong lại là lắc lắc đầu đi về phía một tên khắp khuôn mặt là tranh chua ý nữ tử mở miệng ngươi là người đầu óc có vấn đề liền nhanh đi nhìn đừng quấy dày bản cô nương một cái phàm nhân một thân ác tục khí tức thời khắc đó mỏng nữ tử lập tức đối xử lạnh nhạt một câu một bộ ghét bỏ bộ dáng ngươi là mạch nào ngươi là ai a à? một bên trở lấy đi ngươi là mạch nào ngươi mẹ hắn đầu óc có vấn đề a à? ngươi là mạch nào lan Cổ phong không sợ người khác làm phiền hỏi trọn vẹn 31 người. chương 2325, tăng gấp đôi A. Không có một người, đối cổ phong có nửa phần cung kính, thậm chí nếu không phải cổ phong là gia chủ khâm điểm, một số người chỉ sợ đều muốn đối cổ phong động thủ. Cổ phong ánh mắt, rơi vào một cái khuôn mặt mang theo mấy phần non nớt thanh niên trên người, mở miệng, người gọi tên là gì, mạch nào. Này thanh niên trên mặt hơi có vẻ ngượng ngùng ý, ta gọi Chu Đình, Tu Vi vừa mới đi đến tiên vương, đây là lần thứ nhất đến đệ nhị tầng tu hành. Cổ phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên, một cái quần áo mộc mạc tuổi trẻ nữ tử, mở miệng, người gọi tên là gì? Mạch nào, khởi bẩm các chủ, ta gọi đào chi nhi, là đào chi nhất mạch. Mộc mạc tuổi trẻ nữ tử, mở miệng, tiếp theo, cổ phong đi về phía một cái thân mặc cường tráng, đầu tóc rối bởi nam tử. Người này, từ cổ phong từ đệ tam tầng tiến vào đệ nhị tầng bắt đầu, liền chưa bao giờ ngẩng đầu, một mực đang cúi đầu chuyên tâm cảm ngộ trong tay một bản điển tịch, bất quá hắn giữa hai lông mày, mang theo mấy phần xoắn suýt ý. Người gọi tên là gì, mạch nào? Cổ phong mở miệng, người này, hiển nhiên không có nghe được, như cũng chuyên tâm cảm ngộ trong tay điển tịch. Cổ phong không có nhiều lời, đám người trong lòng có chút nghi hoặc, này phàm nhân, hẳn là đầu óc bị hư. Cổ phong đứng ở nguyên địa không động, nhàn nhạt một câu, cửu trưởng lão, tới. Nghe được cổ phong như thế lời nói, mọi người cảm giác có chút buồn cười, một cái phạm nhân thật đem bản thân làm các chủ thật đem bản thân coi ra gì chẳng lẽ cho rằng bản thân có thể gọi động cừu trưởng lão tất cả mọi người hiểu rõ cừu trưởng lão người này tính tình thế nhưng là không tốt thân làm hoàng cấp cường giả như thế nào tùy ý bị một cái phạm nhân điều động nhưng mà cho người không tưởng được một màn xuất hiện chỉ thấy cừu trưởng lão thân ảnh trước mắt đã tới đi thẳng tới cổ phong trước mặt ôm quyền cúi đầu mở miệng các chủ đại nhân ong đám người đầu lúc này liền là ong một tiếng đặc biệt là ngay từ đầu đối cổ phong chào phúng chiêu tức mấy người chỉ cảm giác mình nháy mắt lộn xộn gia hỏa này bất quá là một cái phàm nhân cựu trưởng lão làm sao sẽ đối với hắn cung kính như thế này bọn họ ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không đúng trong lúc nhất thời toàn bộ pháp các đệ nhị tầng lại ngắt im ắng cổ phong mở miệng nhàn nhạt nói cựu trưởng lão tiến vào ta pháp các đệ nhị tầng một lần cần giao nạp bao nhiêu tiên thạch nghe đến lời này đám người trong lòng lúc này có loại dự cảm không tốt khởi bẩm các chủ tứ giai điển tịch khu một vạn tiên thạch một canh giờ ngũ giai điển tịch khu năm vạn tiên thạch một canh giờ lục giai điển tịch khu mười vạn tiên thạch một canh giờ cưu trưởng lão cung kính mở miệng đối với những cái này cổ phong tự nhiên biết được những cái này điển tịch đều là không cách nào thắc ấn nghĩ học tập chỉ có thể ở trong pháp các học tập mà bởi vì vương cấp điển tịch mỗi một bản đều là cực kỳ phức tạp thâm ảo nghĩ phía dưới đọc thuộc lòng xuống tới cũng là cực kỳ khó khăn. a à, này giá cả, là ai định? Cổ phong lần nữa mở miệng, này giá cả, là đời trước các chủ định, pháp các thu đi lên tiên thạch, nếu không phải gia tộc cần, là không cần nộp lên, ngày thường, đều dùng để dành cho tiên đằng coi như đồ ăn. Cựu trưởng lão mở miệng, đối với những cái này, trên thực tế, cổ phong ở diệp gia toàn giải đều là biết được. Không chỉ có pháp các, thông thiên viện cùng bảo lâu cũng là như thế, thu lấy đi lên tiên thạch, một bộ phận, muốn để vào trận pháp, hóa thành tiên khí, cung cấp ba đại thiên địa linh vật hấp thu. Bất quá cổ phong cũng biết được, tiên đằng căn bản không hấp thu được nhiều như vậy, nên rất lớn một bộ phận, tất cả thuộc về các chủ, này cũng coi như là thân làm tiên đằng ký chủ yêu đãi. Nói cách khác, những cái này tiên thạch, bây giờ có một phần lớn phân, đều muốn tiến vào cổ phong hầu bao. Bởi vì bình thường tới nói, tiên đằng cùng ký chủ, là tiên đằng chiếm cứ chủ đạo, ký chủ tự thân tinh huyết, thường xuyên muốn bị tiên đằng hấp thu, nên cần đại lượng tiên thạch đến tu hành, không ngừng di bổ tự thân. Mà cổ phong nơi này, cổ phong làm chủ đạo, tiên đằng làm nô. Như thế, cổ phong tự thân căn bản không biết lãng phí cái gì khí huyết, ngược lại có thể hấp thu tiên đằng nơi đó khí huyết đến dưỡng thương. Mà cổ phong bây giờ phàm nhân chi khu, cần trăm năm dưỡng thương, cũng căn bản không cần tiên thạch. Cho dù là dưỡng thương tốt, lấy cổ phong tu hành phương thức, cũng chưa bao giờ dựa vào tiên thạch, như thế đối với cái này tiên thạch cổ phong kỳ thực không có hứng thú gì nói cách khác giá cả có thể do ta tùy ý đến định cổ phong nhàn nhạt một câu đây là tự nhiên cựu trưởng lão lập tức gật đầu có chút ngầm hiểu đám người nháy mắt sắc mặt đại biến có loại cực kỳ mãnh liệt dự cảm không tốt cổ phong mỉm cười nhìn về phía kia ban đầu hỏi thăm bàn tử nói ta gọi diệp lạc trần là này pháp các các chủ các các chủ bàn tử cứng rắn gạt ra tiếu dung so với khóc còn khó nhìn Cổ phong mỉm cười, người gọi tên là gì, mạch nào. Này bàn tử sắc mặt biến hóa, trên mặt nhiều hơn mấy phần cung kính, mở miệng, khởi bẩm các chủ, ta gọi Diệp Hiểu Bằng, là chủ mạch. Ân, rất tốt, sau này ngươi tiến vào pháp các, vào các phí giá cả lật gấp 10 lần. Cổ phong nhìn về phía này bàn tử, mỉm cười. Cái gì, nghe đến lời này, này bàn tử đầu ong một tiếng. Kia chính là nói, nhìn tứ dai khu vực biển tịch, cần 10 vạn tiên thạch một canh giờ, mà nhìn lục dai khu vực biển tịch, cần 100 vạn tiên thạch một canh giờ. Này, hắn từ đâu tới nhiều như vậy tiên thạch a? À? Ngươi, ngươi đây là lung tung định giá, cao như vậy giá cả, ai có thể sau giao nổi. Bàn Tử tức giận mở miệng, "A, à, ta không nói đối kẻ khác a, à, chỉ là đối ngươi. Chỉ có ngươi vào các phí lật gấp 10 lần mà thôi." Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Bàn Tử nghe xong, lúc này tức giận mở miệng, "Diệp Lạc Trần, ngươi không nên quá phận, ngươi. Nhìn đến gấp 10 lần quá ít, sau này ngươi vào các phí lật gấp 20 lần. Cổ phong nhàn nhạt một câu, ta, Diệp Lạc Trần ngươi, 30 lần, cổ phong nhàn nhạt một câu, bàn tử tức giận mở miệng, Diệp Lạc Trần, ta bất quá nói ngươi vài câu, ngươi liền hạ như vậy ngoan thủ, ngươi cái này khí độ, quá. Ngươi lúc nào nói qua ta, ta làm sao không nghe được. Không phải bởi vì ta nói ngươi, ngươi làm gì như thế châm đối ta, ngươi cho ta cái lý do. Ngươi quá béo, nhìn xem trướng mắt, ta, bàn tử đầu óc ông ông tác hưởng, tức giận đến sắc mặt phát tím, rốt cuộc không dám mở miệng, con mắt gắt gao trừng lớn cổ phong. Nhìn ngươi cái này ánh mắt, nhìn đến vẫn còn chê ít a, à, tạm tạm chỉnh, gấp 50 lần a. À. Cổ Phong mỉm cười, bàn tử nghe đến lời này, nháy mắt đầu ong một tiếng, cả người đều có chút sụp đổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ý, hắn rốt cuộc không dám mở miệng, thậm chí nhìn đều không dám nhìn cổ phong. Những người khác biết được, này bàn tử sau này chỉ sợ là không cách nào đến pháp các tu hành, vào tứ giai điển tịch khu đều muốn 50 vạn tiên thạch một canh giờ, đây quả thực là đoạt tiên thạch a. Cổ Phong lần nữa mỉm cười, đi về phía kia mặt đen tu giả. Kia mặt đen tu giả, nhìn thấy cảnh này, nháy mắt thân thể chính là khẽ run rẩy, căn bản không cần Cổ Phong mở miệng, các chủ đại nhân, ta gọi Diệp Hắc, chủ mạch, các chủ đại nhân, vừa rồi. Không cần nhiều lời, ta nhìn xem là như vậy hẹp hòi người sao? Chương 2326, người miễn phí. Cổ Phong trực tiếp cười mở miệng đám người trong lòng thầm mắng, người còn không hẹp hòi. Mặt đen tu giả nghe xong, hít mạnh một hơi, lập tức mở miệng tả các chủ thông cảm. Ân, sau này ngươi vào các phí, liền lật gấp 20 lần A. Cổ phong mỉm cười, cái gì, các chủ ngài vừa rồi không phải nói. Mặt đen tu giả mặt nháy mắt càng đen hơn, ta ngay từ đầu chuẩn bị cho ngươi lật 40 lần, cũng đã cho ngươi giảm phân nửa. Cổ phong nhàn nhạt một câu, Diệp Lạc Trần, người dĩ nhiên như thế lòng giả hẹp hòi, Ta không nói ngươi vài câu. Ngươi nói ta cái gì, ta sao không nhớ kỹ? Hừ, nếu không phải ta đối ngươi ngôn ngữ bất kính, ngươi như thế nào đối ta như thế, ngươi cần cho ta cái lý do. Ngươi quá đen, nhìn xem khó chịu, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, quá đen, nhìn xem khó chịu, đây coi là cái gì chim lý do? Mặt đen tu giả, lúc này tức giận một câu, Diệp Lạc Trần. Nhìn đến ngươi là bất mãn a, à, ngươi và kia bàn tử một dạng, vào các phí lật gấp 50 lần a. À. Cổ phong nhàn nhạt một câu, này mặt đen tu giả nghe xong, nháy mắt triệt để bạo nộ rồi, gấp 50 lần, hắn căn bản không có khả năng cầm được ra, đây là muốn gãy mất hắn tu hành chi lộ. Vừa nói, mặt đen tu giả, lúc này khí thế bộc phát, hướng về cổ phong một quyền hung hăng đánh tới, người tự tìm cái chết. Phả miệng, cổ phong lạnh giọng một câu, bên cạnh, cựu trưởng lão đưa tay một bàn tay chính là rút ra ngoài. Mặt đen tu giả, nháy mắt đầy miệng nát sang bay ra, cả người trực tiếp bị quất bay ra ngoài, trùng điệp ngã rơi xuống đất. Hắc Nhi, nháy mắt, một cái vương cấp đỉnh phong mặt đen lão tu giả nháy mắt đi ra, đem mặt đen tu giả đỡ dậy, lúc này tức giận mở miệng, Diệp Lạc Trần, người cái này làm được có hơi quá, bất quá vài câu ngôn ngữ, người lại muốn cửu trưởng lão, muốn con ta nửa cái tính mệnh. Hiển nhiên, mọi người nhìn ra, này mặt đen lão tu giả, là này mặt đen tu giả cha. Người này, muốn ám sát ta này tiên đằng ký chủ, như thế, là muốn hủy đi tiên đằng, là muốn cho Diệp ra, lâm vào nguy cơ cựu trưởng lão việc này như thế nào định tội cổ phong lúc này mở miệng nghe đến lời này kia mặt đen lão tu giả đầu ong một tiếng mọi người ở đây ánh mắt cũng đều là kịch biến này tội danh quá lớn cựu trưởng lão mở miệng các chủ đại nhân là thuộc hạ sơ sẩy ra tay nhẹ người này muốn giết đại nhân muốn hủy tiên đằng muốn cho diệp ra diệt phong lúc này lấy phản tộc tội chỗ đã chết hình các chủ đại nhân tha mạng lượn quanh con ta tính mệnh a à kia mặt đen lão tu giả, lúc này sắc mặt đột biến, trực tiếp quỵ ở cổ phong trước mặt. Từ hôm nay, các người phụ tử, vĩnh viễn không thể lại bước vào pháp phong nửa bước, trừng phạt hai người các ngươi ở pháp phong chân núi, cống hiến tự thân tiên khí, tẩm bổ pháp phong ngàn năm. Cổ phong lạnh giọng mở miệng, tạ đại nhân, mặt đen lão tu giả đắng chát mở miệng, nhìn xem trong ngực cũng đã hôn mê ngất đi nhi tử, vừa tức vừa hận. Tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bạch, bọn họ rốt cục biết được, này các chủ đại nhân, không phải dễ trêu Cổ phong giờ khắc này, đi tới kia cây nhiệt nữ tử trước mặt, mở miệng, ngươi, gọi tên là gì? Kia cây nhiệt nữ tử, trên mặt có bối rối phù hiệt, lập tức lúc này hai tay chống nạnh, lạnh giọng một câu, ta gọi đào y, ta là vị hôn phu, cùng là đào chi nhất mạch đệ nhất huyền tử, huyền bảng đệ bát tồn tại. Ngươi hôm nay, nếu như dám đem ta thế nào, liền muốn tiếp nhận đào chi nhất mạch lửa giận. Cổ phong nghe xong, mỉm cười, không nghĩ đến, nguyên lai like ngươi là đào chi nhất mạch, đệ nhất huyền tử vị hôn thê, thất kính thất kính. Hừ, sợ rồi sao, kia cay nhiệt nữ tử gặp vậy, lúc này một mặt đắc ý. Ân, tất nhiên như thế, ngươi vào các phí, liền lật gấp 50 lần A. Cổ phong mỉm cười, ngươi nói cái gì, ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì, ta bất quá diếu cợt ngươi vài câu mà thôi, ngươi dĩ nhiên. Ngươi hiểu lầm, ta Diệp Lạc Trần luôn luôn khí độ rất lớn, chưa bao giờ sẽ bởi vì những cái này việc nhỏ mà canh cánh trong lòng. Cổ phong nhàn nhạt mở miệng, khí độ lớn, tất cả mọi người nháy mắt đều lộn xộn. Cây nhiệt nữ tử tức giận mở miệng, ta không béo, không chướng mắt, cũng không hắc, nhìn xem không khó thụ, nếu không phải bởi vì ta chào phúng ngươi, ngươi có cái gì lý do? Ngươi xấu xí, ảnh hưởng ta tâm tình, cổ phong mở miệng, ngươi, cây nhiệt nữ tử bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Rốt cục rốt cuộc nói không ra lời, ngươi, vào các phí lật gấp 10 lần, ngươi, 30 lần, ngươi, gấp 100 lần, cổ phong lời nói liên tiếp, Mặc dù cổ phong bây giờ là phàm nhân, nhưng thính lực và thị lực, thậm chí trí nhớ cũng viễn siêu thường nhân. Ở đây bất quá hơn 200 người, tất cả trào phúng qua cổ phong, thậm chí giữa hai lông mày, có thần sắc biến hóa người, cổ phong toàn bộ ghi vào trong lòng, giờ phút này xử phạt, một cái không rơi. Những cái kia không có trào phúng qua cổ phong, một mực bảo trì trung lập thái độ người, giờ phút này thở phào một hơi, còn tốt bản thân trước đó không có xúc động. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía kia trên mặt mang theo mấy phần non nớt, vừa mới bước vào Tiên Vương cấp Chu Đình, từ hôm nay, vào pháp các phí tổn, giảm miễn một nửa. Nghe đến lời này, kia Chu Đình nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Giảm miễn một nửa, đồng dạng tiên thạch, sau này có thể ở pháp các hai canh giờ, thế nhưng là cỡ nào tạo hóa? Tạ các chủ đại nhân, Chu Đình lúc này cảm tạ mở miệng, kia cây nhiệt nữ tử không cam lòng mở miệng, dựa vào cái gì, ta gấp bội, hắn lại muốn giảm chẳng lẽ liền bởi vì hắn đối ngươi cung kính không có ta không phải loại kia làm việc tư người chủ yếu bởi vì hắn nhìn xem thuận mắt cổ phong mỉm cười nháy mắt đám người lần nữa lộn xộn cổ phong lập tức nhìn về phía kia mộc mạc nữ tử mở miệng đào chi nhi sau này ngươi vào các phí biến làm nguyên bản một phần mười nghe đến lời này tất cả mọi người nháy mắt chừng lớn con mắt một phần mười này so trước đó chu đình giảm miễn một nửa còn ác hơn nhiều a à. nói cách khác đồng dạng tiên thạch, sau này này đào chi nhi cảm mộ điển tịch thời gian, có thể biến thành nguyên lai gấp 10 lần, này tạo hóa, quá lớn. Các chủ đại nhân, này, tiểu nữ tử không dám. Đào chi nhi, nháy mắt có chút khó có thể tin. Không cần nói nhiều, đây là ngươi nên được. Cổ phong mỉm cười, chu đình đối cổ phong không có trào phúng, nhưng chỉ là đối mặt bình đẳng, không có quá nhiều lễ nghĩa cấp bậc, mà cái này đào chi nhi, lại là duy nhất một cái, xưng hô cổ phong các chủ đại nhân. Tả các chủ, Đào Chi Nhi cảm kích nói không ra lời, đây đối với vốn liền không giàu có nàng tới nói, thật sự tạo hóa quá lớn. Nàng lại dựa vào cái gì, chẳng lẽ cũng là nhìn xem thuận mắt. Kia bàn tử, giờ phút này cắn răng mở miệng, nàng so với người gầy, cổ phong nhàn nhạt nói, bàn tử bị nghẹn được một hơi, kém chút không cõng qua đi. Nàng không ta gầy, cay nhiệt nữ tử lúc này mở miệng, nàng so với người đẹp, cổ phong mở miệng, cay nhiệt nữ tử sắc mặt phát tím, triệt để nói không ra lời. Tiếp theo, cổ phong hướng về vài cái một mực đắm chìm ở trong tu hành, đối ngoại giới tất cả, không chút nào biết được loạn phát nam tử đi đến. Ông, cũng ở giờ phút này, loạn phát nam tử trên người thân phân lệnh bài chấn động. Loạn phát nam tử, nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn biết rõ, đây là bản thân đã đến giờ biểu thị. Nhưng hắn, cũng đang pháp các tham mộ 7 ngày 7 đêm, trên người tiên thạch, thực sự không có, bây giờ chỉ kém một điểm cuối cùng mà. Hắn trùng hợp nhìn thấy cổ phong đi tới, trên mặt toát ra mấy phần xấu hổ ý cười, vị huynh đệ này, có thể cho ta mượn một chút tiên thạch, không cần nhiều, chỉ cần năm nghìn, ta lại nhìn nửa canh giờ, tất nhiên có thể cảm ngộ bản này điển tịch. Ta không có tiên thạch cấp cho ngươi, cổ phong nhàn nhạt nói, ai, đáng tiếc a à, chỉ kém một điểm cuối cùng không có cảm ngộ ra. Loạn phát nam tử tiếc núi mở miệng, cổ phong lại làm mỉm cười, sau này, người tới pháp các, không cần thanh toán bất luận cái gì phí tổn, miễn phí. Trường 2327, phong lãnh hàn cái gì nghe đến lời này tất cả mọi người đầu đều là ong một tiếng miễn phí này đây là cỡ nào tạo hóa ha, không cần bỏ ra bất luận cái gì tiên thạch liền có thể một mực miễn phí ở pháp các tu hành này tạo hóa khó có thể tưởng tượng ngươi ngươi là loạn phát nam tử xứng sờ nhưng nhìn người trước mắt như thế biểu lộ cảm giác hắn không giống như là đang nói đùa phong lãnh hàn ngươi một mực ở đây cảm mộ điển tịch không biết được vị này chính là chúng ta tân nhiệm pháp các các chủ diệp lạc trần diệp đại nhân một bên cựu trưởng lão lập tức mở miệng các chủ phong lãnh hàn lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía trước mắt này vẻn vẹn phàm nhân không có bất luận cái gì tu vi người trong lòng chấn động lập tức ôm quyền nghiêm mặt mở miệng các chủ ta phong lãnh hàn mặc dù bởi vì cảm ngộ điển tịch trên người tiên thạch mỗi lần đều sẽ rất nhanh tiêu phí không còn nhưng ta còn có thể ra ngoài cùng tiên thú chém giết đến kiếm lấy tiên thạch ta thân làm diệp ra người không thể đối gia tộc không có công hiến bạch bạch cảm mộ điển tịch đúng rồi hắn dựa vào cái gì chính là coi như ngươi là các chủ cũng không thể như thế làm việc tư ở trong đó nhất định có vấn đề chẳng lẽ phong lãnh hàn cho diệp lạc trần chỗ tốt gì những cái kia bị cổ phong thêm cao vào các phí các tu giả nguyên một đám khắp khuôn mặt là không vui đặc biệt là lấy cây nhiệt nữ tử cùng bàn tử cầm đầu cây nhiệt nữ tử không khỏi một câu ha ha lần này lại lý do gì là hắn nhìn xem thuận mắt, vẫn là hắn dáng dấp tuấn lãng, hoặc là cái gì. Đều câm miệng cho ta, cổ phong lúc này lạnh giọng một câu, thanh âm này giống như huyền lôi nổ vang, mang theo cổ phong một thân khí thế, nháy mắt chân áp toàn trường. Toàn bộ đệ nhị tầng, lúc này lạnh ngắt im ắng. Cổ phong mắt lạnh lẽo đảo qua đám người, trước đó mỉm cười xấu bụng trạng thái, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cựu trưởng lão giờ phút này, cũng là ánh mắt biến hóa, Hắn thế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần sắc Cổ Phong. Hiện tại, để cho ta tới nói cho các ngươi, vì cái gì?" Cổ Phong lạnh giọng một câu, lập tức nói, "Hắn, từ khi ta tiến vào đệ nhị tầng đến nay, chưa bao giờ có nửa điểm phân tâm, một mực đắm chìm trong cảm mộ điển tịch, đây là đối với tu hành chuyên chú, một cái tu giả, nếu không có cứng như bàn thạch đạo tâm, sao có thể leo tu hành đỉnh?" "Các ngươi, nguyên một đám giao nạp lấy tiên thạch, ở pháp các cảm mộ điển tịch, vẫn còn thường xuyên phân tâm?" Các người khi ở đây là địa phương nào, là các người nói đùa vui đùa ẩm ý địa phương sao? Lời nói này rơi xuống, trước mặt mọi người biến sắc hóa, thậm chí có người, cúi đầu. Pháp các, là tiên đằng làm cơ sở, tiên đằng, là lấy vô số tiền bối ký chủ, lấy khí huyết ôn dưỡng, bọn họ dâng ra bản thân một đời, vì diệp ra tất cả mọi người. Sáng lập này Pháp các, như thế thần thánh, chỉ có chân chính chuyên chú vào tiên đạo tu hành người, mới có tư cách, ở đây cả ngộ tu hành. Cổ phong lần nữa quát lạnh lần này tất cả mọi người nghĩ không ra nửa phần phản bác cổ phong lý do các chủ ta phong lãnh hàn trong mắt tràn đầy vẻ cảm động ngày thường mọi người gọi hắn phong tử tên điên bởi vì hắn tu hành quá mức điên cuồng hắn vốn tư chất phổ thông bởi vì cứng cỏi đạo tâm mới có hiện tại nhưng cực ít có người đối với hắn tiến hành khen ngợi hôm nay nhìn thấy cổ phong hắn cảm giác bản thân tựa như một thất ẩn tàng hồi lâu thiên lý mã rốt cục gặp bá nhạc ta làm các chủ cùng rất nhiều hoàng cấp trưởng lão, một cái bối phận, nhưng bây giờ lại là phàm nhân chi khu, nếu là không bỏ, liền gọi ta một tiếng Diệp sư thúc a. Cổ Phong nhìn về phía Phong Lãnh Hàn, nhàn nhạt một câu. Diệp sư thúc đại ân, lạnh hàn đời này không quên. Phong Lãnh Hàn mở miệng, trên mặt hắn đều là tang thương, vì trung niên bộ dáng, giờ phút này mang theo chân thành tha thiết tiếu dung. Ta đã nói qua, tất cả những thứ này là ngươi nên được. Cổ Phong nhàn nhạt nói lập tức nhìn về phía một bên cửu trưởng lão, phong lãnh hàn, rất dài ở trong pháp các đắm chìm tu hành bao lâu. Khởi bẩm đại nhân, phong lãnh hàn dài nhất một lần, đắm chìm trong pháp các trọn vẹn 10 ngày, 10 năm này, hắn không ngủ không nghỉ, một mực đắm chìm cảm mộ điển tịch, chưa bao giờ có nửa điểm phân tâm. Cửu trưởng lão lúc này mở miệng, cổ phong nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng ta diệp lạc trần, là một cái công bằng người, sau này, bất luận kẻ nào, có thể liên tục 10 ngày, đắm chìm tu hành, không có nửa điểm phân tâm, liền có thể miễn phí ở pháp các tu hành, bất quá, một khi xuất hiện, tu hành không chuyên tâm thời điểm, liền mất đi miễn phí đặc quyền. Chỉ có lần nữa đi đến tiêu chuẩn mới có thể. Các chủ anh minh, nháy mắt, ở đây hơn 200 tu giả, chín thành trở lên, cùng nhau đối cổ phong ôm quyền một xá. Thậm chí, một phần nhỏ bị cổ phong trừng phạt người, cũng là như thế. Chỉ bởi vì cổ phong cái này cách làm quá anh minh rồi, đây là cổ vũ mọi người tu hành, cố gắng chẳng những có thể tăng lên bản thân tu vi, còn có thể miễn phí ở pháp các tu hành. Trong lúc nhất thời vô số người, trong lòng đều kiên định tu hành chi tâm. Các chủ đại nhân, việc này, một bên cửu trưởng lão ánh mắt biến hóa, ta có phân tắc, cổ phong mỉm cười, bởi vì cổ phong không cần tiên thạch, nên bản thân bộ phận kia tiên thạch, hoàn toàn có thể không thu, lại bởi vì cổ phong tồn tại, tiên đằng không cần dĩ vãng nhiều như vậy tiên thạch tầm bổ. Đặc quyền này, bây giờ chỉ có phong lãnh hàn một người nắm giữ, nhưng ta hy vọng, tiếp xuống, sẽ xuất hiện 10 người, thậm chí 100 người. Cổ phong lời nói rơi xuống, ở vô số người kính ngưỡng mục quang bên trong, hướng về đệ nhất tầng đi đến. Mới vừa đi vào pháp các đệ nhất tầng, cổ phong liền nhìn đến một phiến tu giả. Đệ nhất tầng bên trong, giá sách chừng hơn ngàn, trong đó tu giả, cũng có hơn vạn người nhiều. Tiên nhân cấp tu giả, diệp ra tổng cộng có gần 100 vạn người, mà có tư cách tiến vào pháp các, chỉ có thượng vị tiên nhân, cũng chính là tiên đạo tam giai tu giả, cho dù như thế cũng chừng hơn 10 vạn người thỏa mãn yêu cầu. Như thế, trước mắt vạn người cũng liền chẳng có gì lạ. Bởi vì người ở đây quá nhiều, lại bởi vì đệ nhị tầng tu giả cũng là không ít, nên đệ nhị tầng thường xuyên có người đi xuống. Tất cả mọi người vội vàng cảm ngộ điển tịch, cổ phong đến, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Các chủ, đệ nhất tầng quản sự, là độc cô trưởng lão, hắn đi thẳng tới cổ phong bên người, chuẩn bị thi lễ. Cổ phong lại là khoát tay áo. Hôm nay, Cổ Phong chính là dự định ở đệ nhất tầng, quan sát liên quan tới trận văn loại điển tịch tu hành sử dụng. Lập tức, Cổ Phong hướng về nhất giai trận pháp loại điển tịch khu vực đi đến. Các ngươi nhìn, gia hỏa này không phải cái kia phàm nhân sao? Liền là hắn, hắn bây giờ thế nhưng là các chủ. Xuyệt, nói nhỏ chút, hắn dù sao là các chủ, không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Đám người nhao nhao thấp giọng mở miệng, nơi này đều là tiên nhân, bọn họ lá gan tự nhiên không bằng đệ nhị tầng những cái kia tiên vương lớn, mà cổ phong tuy là phàm nhân, dù sao là gia chủ khâm điểm các chủ, bọn họ những cái này tiên nhân, trong lòng mặc dù đối cổ phong không phục, nhưng không có mấy người, có lá gan ở trước mặt cùng cổ phong khiêu chiến. Cổ phong đi tới nhất giai trận pháp loại điển tịch khu vực, mới vừa chuẩn bị cầm lấy một bản điển tịch, lại là ánh mắt rơi vào bên cạnh một tên điềm tĩnh nữ tử trên người, trong mắt không khỏi mang theo vẻ tò mò, người vương cấp tu vi, làm sao ở đệ nhất tầng chọn lựa điển tịch. Chương 2328, có dám một trận chiến. Mai Như Tuyết ngày đó không có ở Pháp Các, tự nhiên không biết Cổ Phong thân phận, nàng ánh mắt đảo qua Cổ Phong, phát hiện Cổ Phong bất quá là một cái phàm nhân. Bất quá lập tức suy nghĩ một chút, người trước mắt hẳn là có cái gì ẩn tàng tu vi thủ đoạn, hắn hẳn là tiên nhân tu vi. Cùng những cái kia thường xuyên đến quấy rối bản thân nam tử khác biệt, trước mắt nam tử hai con ngươi, một phiến thanh minh. Mai Như Tuyết lập tức mở miệng, "Muội muội ta ở trận pháp tu hành có chút vấn đề, nên ta tới vì nàng tìm kiếm một chút điển tịch. A, à, vấn đề gì? Cổ Phong không khỏi mở miệng, thực không dám giấu giếm, cái này cùng nàng thể chất có quan hệ, bởi vì nàng thiên sinh thể nội hàn khí cực nặng, như thế trong nhà người, một mực ở giúp nàng chọn lựa hỏa hệ trận pháp tu hành, là hy vọng nàng nhờ vào đó đến hóa giải trên người hàn khí, nhưng lại một chút hiệu quả đều không có, đáng thương ta đây muội muội một thân thiên tư, bây giờ chỉ sợ sống không quá vạn tuổi. Sách đến đây sự tình mai như tuyết chính là một mặt sầu não cực hàn thể chất vì sao muốn tu hỏa hệ cổ phong lúc này nhíu mày không tu hỏa hệ vậy tu cái gì mai như tuyết một mặt nghi hoặc đương nhiên là tu hàn hệ cổ phong trực tiếp mở miệng ngươi nói đùa cái gì ngươi là nghĩ hại chết muội muội ta sao vốn liền cực hàn lại tu hàn hệ chẳng phải là lạnh càng thêm lạnh như thế nàng liền năm nghìn tuổi chỉ sợ đều sống không quá mai như tuyết nghe xong lúc này khắp khuôn mặt là nội ý ngu xuân bình thường hàn tính thể chất có thể tu hỏa hệ đến trung hòa nhưng người muội muội là cực hàn cực hàn nếu tu phổ thông hỏa hệ không có hiệu quả nếu tu cực hạn hỏa hệ lẫn nhau trùng kích cần phải muội muội của người tính mệnh cổ phong trực tiếp lạnh giọng một câu này mai như tuyết lúc này ánh mắt biến hóa bởi vì trưởng bối trong nhà xác thực nói qua nếu tu cực hạn hỏa hệ loại trận pháp bí thuật muội muội hắn xác thực dễ dàng băng hỏa trùng kích bạo thể mà chết người trước mắt không phải người bình thường mai như tuyết ánh mắt biến hóa nhìn về phía cổ phong, vị sư đệ này, nếu là người có biện pháp, ta tất có thâm tạ. Thâm tạ liền không cần, bất quá ta biện pháp, người chưa chắc sẽ tin. Cổ phong mở miệng, ta mai như tuyết mặc dù bất tài, nhưng ở một chút ngũ hành tu hành, cũng có một chút kiến giải, người nếu có thể giảng suốt đạo lý, ta tất nhiên có thể nghe hiểu. Mai như tuyết trực tiếp mở miệng, dùng ta biện pháp, liền là để cho nàng tu cực hàn, bất kể là công pháp, hay là tiên thuật, hay là trận pháp, tất cả tất cả, đều muốn cực hàn, thậm chí, tốt nhất nàng mỗi ngày ngủ ở cực hàn giường băng, phục dụng cực hàn linh thảo linh dược, tiến hành phụ trợ. Cổ phong mở miệng, cái này, cái này sao làm, chúng ta muội muội sẽ không chết sao. Mai như tuyết do dự, người có thể biết được, cực hàn, liền có thể hóa dương. Cổ phong nói ra, cái này đạo lý, là cổ phong năm đó ở cửu châu giới, mới vào đan đạo thời điểm, cảm ngộ mà ra, bây giờ như cũng cần dùng đến. Trên thực tế, đạo lý này, ở thiên linh tiên vực cũng có không ít người biết được, bởi vì mọi người đều là luyện đan sư, luyện đan, liền cùng này có quan hệ, nhưng ở Bích Cơ Tiên vực, tất cả mọi người tu hành trận pháp, đối với cái này hiểu rõ người, liền cực ít. Cực hàn có thể hóa dương, chưa từng nghe thấy. Mai Như Tuyết ánh mắt biến hóa, "Tỷ, đừng nghe ra hỏa này hồ môn loạn ngữ." Giờ phút này, một tên thanh niên đi tới, đối Mai Như Tuyết mở miệng. "Này thanh niên, tên là Mai Toàn, chính là Mai Như Tuyết đệ đệ, cũng là đi theo Mai Như Tuyết cùng một chỗ đến đây." Toàn nhi không được vô lễ. Mai như tuyết mở miệng, tỷ, không phải ta vô lễ, là gia hỏa này thoạt nhìn liền là cái lửa gạt, hắn chỉ sợ là muốn dùng loại này biện pháp, đến tiếp cận ngươi, nhưng dạng này sẽ hại chết tiểu muội. Mai toàn lúc này mở miệng, mai như tuyết nháy mắt, trong mắt lóe qua vẻ do dự. Gia hỏa này, ai vậy, có phải hay không đầu óc có vấn đề, cực hàn làm sao có thể hóa dương? Chính là, không biết không nên nói lung tung, ngươi là nghĩ hại chết như tuyết sư tỉ muội muội sao? Đơn giản hồ môn loạn ngữ, mai như tuyết người như vậy, bên cạnh tự nhiên không thiếu một chút tùy tùng, một chút ngày đó không ở trận, không biết cổ phong thân phận người, nhao nhao trực tiếp mở miệng. Cổ phong gặp vậy, lắc lắc đầu, lập tức trong lòng hỏi thăm tiên đằng. Tiên đằng mặc dù không thể mở miệng, nhưng truyền ra một đoạn ý thức ba động. Cổ phong lập tức, đi tới rất nhiều giá sách trước đó, chọn lựa ra hơn 10 quyển tương đối điển tịch. Tiếp theo, dựa theo tiên đằng nói, lật đến đối ứng số trang. Phía trên đều ghi lại một cái đạo lý, cực hàn, có thể hóa dương. Này, lần này, bốn phía xem đám người nháy mắt lạnh ngắt im ắng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cực hàn có thể hóa dương, đây quả thực khó có thể tin. Này sao có thể, lại có dạng này sự tình, mọi người nghị luận phía dưới, dẫn tới quan sát người, càng nhiều. Này, mai toàn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, lập tức lập tức nhìn về phía cổ phong, lập tức cung kính mở miệng, vị này sư huynh, trước đó vô lễ, xin thứ tội không sao cổ phong cười nhạt một tiếng không nghĩ đến lại có loại này biện pháp quá tốt rồi muội muội ta được cứu rồi mai như tuyết nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ nhìn về phía cổ phong kinh hỉ đồng thời trên mặt mang theo nghi hoặc vị sư đệ này ngươi làm sao sẽ hiểu được nhiều như vậy ha ha để cho ngươi kêu mấy tiếng sư đệ lại là để ngươi chiếm tiện nghi cổ phong cười nhạt một tiếng a à, ngươi không phải ta diệp ra tiên nhân cấp đệ tử sao nếu không phải như thế làm sao sẽ ở đây đệ nhất tầng. Mai như tuyết nghi hoặc, không chỉ có đệ nhất tầng, này pháp các, không chỗ ta đi không được. Cổ phong cười nhạt, ngươi chẳng lẽ là, mai như tuyết nháy mắt nghĩ tới một cái, gần nhất truyền đi sôi sùng sục truyền văn. Cổ phong này mai như tuyết nơi này sự tình, cũng đã hấp dẫn không ít người chú ý. Cũng ở giờ phút này, độc cô trưởng lão, chớp mắt đã tới, đối cổ phong chính là một xá, lão nô, bái kiến các chủ. Này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, Độc Cô Trưởng lão a, gia hỏa này, tính cách thế nhưng là quái gở, cực kỳ khó có thể tiếp cận. Trước mắt người này, bất quá là một phàm nhân, dĩ nhiên nhường Độc Cô Trưởng lão cung kính như thế, thậm chí tự xưng là nô. Lại tăng thêm trước đó Cổ Phong đối với Cực Hàn Hóa Dương Lý giải, để bọn hắn càng thêm cảm thấy Cổ Phong bất phàm. Bái kiến các chủ đại nhân, bái kiến các chủ đại nhân, nháy mắt đám người không hẹn mà cùng, nhao nhao ôm quyền mở miệng. Tiểu nữ vô lễ, bái kiến các chủ đại nhân. Mai Như Tuyết lập tức ôm quyền bái kiến. "Không có gì." Cổ Phong mỉm cười, lại là nhanh chóng chọn lựa mấy quyển điển tịch, nhìn về phía Mai Như Tuyết, "Này mấy quyển điển tịch là cực hàn loại công pháp tiên thuật loại hình, hẳn là thích hợp muội muội của ngươi, ngươi có thể tham ngộ." Tạ các chủ đại nhân. Đối với Cổ Phong, hiện tại Mai Như Tuyết là cực kỳ yên tâm, lúc này lật ra Cổ Phong đưa cho mình mấy quyển điển tịch, bắt đầu tìm hiểu lên. Cổ Phong không có nhiều lời, đây là bản thân mẫu thân gia tộc, cũng là bản thân gia tộc cổ phong tự nhiên sẽ không keo kiệt trợ giúp người. Cũng đang cổ phong chuẩn bị tu hành thời điểm, chỉ nghe một đạo cực kỳ phách lối thanh âm, từ ngoại giới chuyển đến. Phạm nhân ký chủ, có dám cùng chúng ta một trận chiến? chương 2329, dựa vào cái gì? Nghe đến lời này, nháy mắt toàn bộ pháp các đệ nhất tầng, lúc này một phiến yên tĩnh. Đây là có người đến khiêu chiến các chủ, tất cả mọi người biết rõ, cổ phong là một cái phạm nhân, không có tu vi, hiển nhiên người đến, Liền là cố ý tìm phiền phức. Mọi người tiếp tục tham mộ điển tịch là được. Cổ phong đối đám người nhàn nhạt, nhạt một câu, lập tức xảy bước đi ra ngoài. Đi ra pháp các, liền nhìn trước mắt có bốn tên tu giả. Mặc dù cổ phong tu vi không có, nhưng nhãn lực vẫn còn, trước mắt bốn người khí tức, đều là dưới vạn tuổi, nhưng tu vi thì đều là tiên vương. Hiển nhiên, đều là diệp gia huyền tử. Ha ha, tính người có mấy phần đảm lượng. Bốn người, cầm đầu một người thân mặc đào hoa đạo bào nhìn về phía cổ phong đi ra, trên mặt hắn mang theo lãnh ngạo ý. Vừa rồi mở miệng người, là người A, cổ phong ánh mắt rơi vào lãnh ngạo thanh niên trên người. Ta tên đào ân lâm, diệp ra đệ bát huyền tử, đào chi nhất mạch, đệ nhất huyền tử. Đào ân lâm trên mặt, kiêu căng, càng nặng, các ngươi vì sao muốn đến khiêu chiến ta, cổ phong nhàn nhạt nói. Người bất quá là một cái chỉ là phàm nhân, đạp vận khí cứt chó, trở thành ký chủ, nhưng căn bản không có tư cách, làm này pháp các các chủ chúng ta không phục người hôm nay nếu có thể đánh bại chúng ta bốn người chúng ta liền đại biểu bốn chi mạch tán đồng ngươi đào ân lâm thanh âm mang theo cuồng ngạo ý cổ phong đáy mắt quang mang chớp qua hiển nhiên loại chuyện này không phải là bọn họ bản thân chủ trương phía sau là bốn đại chi mạch đây là muốn cho mình một hạ mã uy sao thú vị bốn vị này có thể đều là gia tộc bên trong huyền tử a bọn họ đều là vương cấp tu vi lần này này phàm nhân có thể nguy rồi điều này cũng tại chính hắn rõ ràng là một gái phàm nhân vì sao muốn cậy mạnh đảm đương các chủ chi vị ta xem hắn tuyệt đối không dám ứng chiến này ứng chiến cùng tự sát có cái gì khác nhau trong lúc nhất thời vây quan chi nhanh chóng hội tụ mọi người nhao nhao mở miệng làm sao không dám sao đào ân lâm cười lạnh bên cạnh hắn ba người cũng là như thế bọn họ hôm nay là khiêu chiến cũng là thăm dò, bất quá ở bọn họ nhìn đến, gia hỏa này bất quá một cái phàm nhân, hẳn là tuyệt đối không dám ứng chiến. Thậm chí, bọn họ cũng đã đoán được, Cổ Phong trên mặt sẽ lộ ra hoang mang biểu lộ. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng rồi, Cổ Phong nơi này, khuôn mặt bình thản cực kỳ, tùy ý mở miệng, người nào tới trước. Đào Ân Lâm cùng mặt khác ba cái huyền tử, đều là sững sờ, trong mắt mang theo kinh ngạc. Bốn phía xem trong mắt mọi người, cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Bất kể là ai, đều cảm giác, cổ phong đây là đang tự tìm cái chết ga. Ta tới, một tên thân mặc mai hoa trường sam, dung mạo thoạt nhìn, bất quá 18-19 thiếu nữ bộ dáng nữ tử, một bước phóng ra, nàng nhìn về phía cổ phong, ta tên Mai Tiểu Sương, Mai Chi nhất mạch đệ nhị huyền tử, gia tộc huyền tử bảng, thứ 17, chỉ là phàm nhân, hôm nay ta liền để ngươi biết được, như ngươi loại này phế vật, là Ngươi cầm miệng cho ta, nhưng mà, Mai Tiểu Sương lời này còn không có nói xong, một đạo quát to, chính là từ pháp các đệ nhất tầng bên trong truyền ra. Lập tức, một đạo thân ảnh, chớp mắt đã tới. Người đến, không phải kẻ khác, chính là Mai Như Tuyết, nàng đi tới Mai Tiểu Sương trước mặt, khắp khuôn mặt là nội ý. Tỷ tỷ, người làm sao? Ba, Mai Tiểu Sương lời nói còn không có nói xong, trên mặt chính là chịu trùng điệp một bàn tay. Nháy mắt, ở tại đây, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người biết được, Mai Như Tuyết là thương yêu nhất bản thân cô muội muội này, nàng làm sao sẽ đột nhiên hạ như vậy nặng tay. Đào ân lâm cùng mặt khác hai cái huyền tử, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Lúc đầu, bọn họ bốn chi mạch đệ nhất huyền tử, là muốn cùng đi, kết quả mai chi nhất mạch nơi đó, mai như tuyết không ở, như thế mới để cho mai tiểu xương thay thế mà đến, không nghĩ đến mai như tuyết vậy mà ở pháp các, lại trước mắt một màn, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, liên hệ trước đó sự tình, nháy mắt có chút cười khổ, tất cả những thứ này, thật đúng là xảo a. À mai tiểu sương một bên gương mặt trong lúc nhất thời đỏ bừng nóng bỏng nhưng nàng trong lòng càng đau ủy khuất nước mắt trực tiếp chảy xuôi mà xuống nhìn về phía mai như tuyết mở miệng tỉ người dĩ nhiên đánh ta cho các chủ đại nhân xin lỗi mai như tuyết lạnh giọng một câu tỉ người bởi vì hắn đánh ta người cho tới bây giờ không đánh ta mai tiểu sương nghe xong càng thêm ủy khuất bản thân thân cận nhất tỉ tỉ dĩ nhiên vì một cái phàm nhân đánh bản thân hạ trọng thủ như vậy đám người tập thể mộng, này mai như tuyết, lại là bởi vì này phàm nhân, đánh mai tiểu xương. Đào ân lâm mấy người, cũng có chút choáng váng, tất cả những thứ này, để bọn hắn sờ không đến cùng não. Ta nói một lần chót, cho các chủ đại nhân xin lỗi. Mai như tuyết thanh âm lạnh hơn, ta không, dựa vào cái gì, hắn bất quá là một cái phàm nhân, một cái phế vật mà thôi, dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi. Mai tiểu xương trong mắt nước mắt chảy xuôi, quật cường mở miệng. Ngươi một cái không biết lễ nghĩa cấp bậc đồ vật, hôm nay ta dứt khoát định đánh chết ngươi. Mai như tuyết vừa nói, lần nữa nâng lên tay, liền muốn lại cho Mai Tiểu Sương một bàn tay. Như tuyết, thôi, cũng ở thời khắc này, cổ phong nhàn nhạt mở miệng. Như tuyết, tất cả mọi người biết rõ, Mai như tuyết tính tình, nhìn như dịu dàng, nhưng loại người bình thường, rất khó thân cận. Ngày thường, chỉ có trưởng bối trong nhà, mới có thể như vậy xưng hô nàng. Ngang hàng, nếu có người như thế xưng hô, nàng tất nhiên tức giận mà cái này phàm nhân tuy là ký chủ nhưng tuổi tác có thể rất trẻ tuổi ở mọi người cho rằng mai như tuyết sẽ nổi giận lúc đã thấy mai như tuyết khắp khuôn mặt là ái náy hướng về phía cổ phong khom người bái thật sâu diệp sư thúc là như tuyết quản giáo vô phương không sao cổ phong lần nữa nhàn nhạt nói nhìn thấy cảnh này mai tiểu sương triệt để nổi giận tỷ hắn không phải liền là phàm nhân sao tính thứ gì người dựa vào cái gì như thế thấp kém cùng hắn nói chuyện dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Diệp Sư Thúc là ta mai chi nhất mạch ân nhân, chỉ bằng hắn, vừa mới tìm được bảo trụ ngươi tính mệnh, thậm chí, đưa ngươi cực hàn thể chất hoàn toàn chữa trị biện pháp. Mai như tuyết lúc này lạnh giọng quá to, cái gì, hắn, mai tiểu xương, nháy mắt mộng, nàng trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, bệnh mình, không phải không cứu được sao? Người trước mắt, làm sao sẽ, mà nàng hiểu rõ tỷ tỷ tính tình, tỷ tỷ là sẽ không nói dối. Bốn phía đám người, toàn bộ chấn kinh mai tiểu xương quái bệnh thế nhưng là rất lâu rất nhiều trong tộc hoàng cấp cường giả cũng không có cách nào này phàm nhân có bản lãnh này đào ân lâm không khỏi mở miệng mai sư tỷ việc này ngươi không phải là sai lầm a à. hắn bất quá là một cái phàm nhân làm sao có thể hư pháp các điển tịch ghi chép pháp các hơn vạn đệ tử làm chứng kiến diệp sư thúc đem toàn bộ trị liệu phương pháp một năm một mười không có mảy may tàng tư cáo chi với ta lúc này lầm sao mai như tuyết tức giận một câu, đào ân lâm nháy mắt, nói không ra lời đến, hắn biết rõ, mai như tuyết không tất yếu nói dối. Nháy mắt, trước mặt mọi người biến sắc hóa, nhìn về phía cổ phong, ánh mắt cũng thay đổi. Còn không cho Diệp Sư Thúc xin lỗi, mai như tuyết, lần nữa lạnh giọng một câu, chương 2330, anh Minh các chủ. Bành, mai tiểu sương trực tiếp quỵ ở cổ phong trước mặt, trùng điệp dập đầu, ôm quyền mở miệng, tiểu sương dĩ nhiên đối Diệp Sư Thúc như thế chửi bới bất kính. Tội đáng chết vạn lần, Diệp sư thúc đều là tiểu xương sai, là tiểu xương sai. Lúc này trên mặt nàng tràn đầy vô cùng vẻ áy náy. Tiểu nha đầu nhớ kỹ, tuổi trẻ khí thịnh có thể, nhưng lại không nên bị một chút mặt ngoài che đậy. Người cần thấy rõ càng sâu đồ vật dạng này mới có thể trưởng thành. Cổ phong nhìn về phía mai tiểu xương nhàn nhạt, nhạt nói, hắn nhìn ra này tiểu nha đầu tâm tính đơn thuần, chỉ sợ là bởi vì những người khác cổ động hôm nay mới có thể đến đây. Diệp sư thúc. Ngài nói chuyện có ý tứ gì, tiểu sương nghe không hiểu. Mai tiểu sương vào đầu, không sao, chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Cổ phong nhàn nhạt một câu, sư thúc, ta bệnh, thật, tin ta, có thể khỏi hẳn. Cổ phong chắc chắn mở miệng, sư thúc đại ân, tiểu sương đời này không quên. Mai tiểu sương, lại là trùng điệp dập đầu, lập tức mới đứng dậy. Người cái này khiêu chiến, còn không có bắt đầu đây. Cổ phong mỉm cười, sư thúc nói đùa, tiểu sương lại không hiểu quy củ, cũng minh bạch, người không thể lấy oán trả ơn, Tiểu Sương có thể nào đối ân công xuất thủ, đó là trời đánh sai lầm lớn, trận này, Tiểu Sương nhận thua. Mai Tiểu Sương lúc này mở miệng, lời nói rơi xuống, ngược lại khéo léo đứng ở cổ phong bên này. Mai như tuyết, cũng là đứng ở cổ phong bên này. Bốn đại khiêu chiến giả, cái thứ nhất, còn chưa khiêu chiến, liền chết yểu. Mặc dù cổ phong không chiến mà thắng, nhưng lại không ai đối cổ phong không phục, trợ giúp một cái trong tộc thiên kiêu, bảo vệ tính mệnh, hắn xứng với một lần này thắng. Cổ phong ánh mắt đảo qua còn thừa ba người, nhàn nhạt, nhạt một câu kế tiếp, ai tới. Phong chi nhất mạch đệ nhất huyền tử, phong kiếm ngân, huyền tử bảng đệ thập. Vừa nói, một tên trên mặt mang theo mấy phần điên cuồng ý thanh niên đi ra, hắn nhìn về phía cổ phong, hừ, phàm nhân, người đối ta nhưng không có ân, hôm nay ta tất yếu đưa người dẫm ở dưới chân, để người biết rõ, cái gì. Khốn kiếp tiểu tử, im miệng, nhưng mà, phong kiếm ngân vừa mới rút kiếm, một đạo gầm thét chính là truyền đến. Tiếp theo, đám người chỉ thấy, một tên đầu tóc rối bời, giữa hai lông mày đồng dạng mang theo điên cuồng ý nam tử trung niên, từ pháp các bên trong gào thét mà ra. Trên người hắn, một thân khí tức, cũng ở tiên vương đỉnh, thậm chí cũng đã đạt đến chuẩn tiên hoàng hàng ngũ. Phụ thân, người đột phá, ba, phong kiếm ngân lời nói còn không có nói xong, trên mặt chính là chịu trùng điệp một bàn tay. Phụ thân, phong kiếm ngân khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hắn biết rõ, phụ thân cực ít tức giận như vậy. Hướng các chủ đại nhân, xin lỗi. Phong lãnh hàn tức giận một câu, đám người nghe đến lời này, nháy mắt một mộng, này tình huống như thế nào. Này Phong lãnh hàn, thế nhưng là danh xương tông môn đệ nhất tiên vương, ở trong tiên vương, cơ hồ không có đối thủ, lại hắn cả người cực kỳ điên cuồng, làm sao sẽ đứng ở này phàm nhân bên này. Phụ thân, dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là các chủ, chỉ bằng hắn so với chúng ta địa vị cao sao. Nhưng hắn bất quá là một cái phàm nhân, ta không phục. Phong kiếm ngân quật cường mở miệng, chỉ bằng các chủ đại nhân anh minh thần võ, chỉ bằng hắn cải cách pháp các vào các phí thu lấy, chỉ bằng hắn nhường mỗi một cái, chấp nhất tiên đạo người, có thể ở pháp các lấy được to lớn nhất tạo hóa. Chỉ bằng hắn, giúp người phụ thân ta, đột phá cảnh giới. Phong lãnh hàn từ từ như sấm, cổ phong, đã là trong lòng của hắn, cực kỳ kính trọng người, hắn như thế nào nhường bản thân nhi tử, như thế vô lễ. Này! Phong kiếm ngân ánh mắt biến hóa, trong đầu ông ông tác hưởng. Lãnh hàn sư chất, không cần như thế, chân chính chấp nhất đối tiên đạo tu hành giả, đến pháp các tự nhiên miễn phí. Cổ Phong lại là nhàn nhạt, nhạt một câu, mọi người ở đây nghe xong, tập thể oanh động, miễn phí, chuyên tâm tu hành, liền có thể miễn phí, đây là thật. Cái gì? Đây là thật? Đương nhiên, đây là các chủ vừa mới hạ không lâu pháp lệnh. Đây là đối tất cả chấp nhất đối người tu hành ca ngợi. Đây là cho mỗi một cái trăm chỉ tiến thủ tiên đạo tu giả đặc quyền. Việc này, ta tận mắt nhìn thấy, giờ khắc này, không ít người từ pháp các đi ra, trong đó liền bao quát vậy trước đó đệ nhị tầng đám người. Nháy mắt, tập thể oanh động, một mực đến nay, mọi người mặc dù nóng lòng ở pháp các tu hành, nhưng phí tổn quá mức đắt đỏ, mọi người ngày thường kiếm lấy tiên thạch còn muốn dùng để tu hành, nên pháp các tu hành là cực kỳ xa xỉ. Mà cổ phong một lần này cải cách có thể nói là lớn nhà mở ra một phiến đại môn. Các chủ đại nhân, như thế anh Minh, cho dù là phàm nhân, như thế anh Minh, ta cũng chịu phục. Đúng rồi, các chủ đại nhân, hoàn toàn xứng đáng. Nháy mắt vô số người mở miệng, phong kiếm ngân ngốc trệ ở nơi đó. Phong lãnh hàn, nhìn về phía phong kiếm ngân mở miệng, ngân nhi, người biết rõ, vi phụ đột phá, đại biểu cho cái gì. Phong kiếm ngân ánh mắt càng ngày càng biến hóa, hắn trong nhà duy nhất tiểu muội cùng mụ mụ, đều bị Bách Thánh Vương Triều Tham Thánh giết chết, nhưng Tham Thánh Tu Vi là hoàng cấp. Thực sự là bởi vì như thế, Phong Lãnh Hàn mới như thế điên cuồng tu hành, liền muốn đột phá hoàng cấp, đi trước báo thù. Nên, cổ phong đối với Phong Lãnh Hàn trợ giúp, không chỉ có là tu hành. Cổ phong, là hắn ân nhân. Phong kiếm ngân đi tới cổ phong trước mặt, phù phù, trực tiếp quỳ ở tại trước mặt, lúc này dập đầu kiếm ngân 10 phần sai, mời các chủ đại nhân trách phạt. Thôi, cổ phong nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhìn về phía phong kiếm ngân tu hành chi lộ dài rằng giặc sai một lần rất bình thường các chủ đại nhân phong kiếm ngân trong mắt cảm động không thôi mọi người ở đây càng thêm tán thưởng như thế có đức độ đây là các chủ khí độ này trận ta nhận thua phong kiếm ngân không chút do so dự lập tức mở miệng lập tức cùng bản thân phụ thân phong lãnh hàn cùng một chỗ đứng ở cổ phong bên cạnh đào ân lâm cùng mặt khác một tên huyền tử đều có chút choáng váng lúc này mới làm sao một hồi phía bên mình hai người, liền đã đầu nhập vào đến đối diện. Liễu Chi nhất mạch đệ nhất huyền tử, huyền tử bảng đệ cửu, Liễu Thạch, đến đây khiêu chiến. Đào ân lâm bên cạnh, một tên thân mặc lá liễu phục sức thanh niên, xài bước mà ra, nhìn về phía cổ phong, các chủ, người phẩm đức gánh được các chủ, nhưng người thực lực, không thể để cho ta tin phục, hôm nay, ta như cũng muốn khiêu chiến. Người một cái danh con, còn không quỳ xuống cho Diệp Sư Đệ xin lỗi. Cũng ở giờ phút này, một đạo hét lớn, bỗng nhiên chuyển đến. Tiếp theo, đám người liền nhìn, một tên trên người phát ra hoàng cấp khí tức lão giả, từ pháp các bên trong, xảy bước mà ra. Người đến, chính là Liễu Vân Trí. Ra ra, ta vì cái gì muốn cho hắn xin lỗi. Ba, lời nói còn không có nói xong, Liễu Vân Trí Chí chính là một bàn tay. Một tát này đủ hung ác, Liễu Thạch trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Liễu Thạch, từ bò dưới đất lên, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, mình và Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, Gia Gia đều cho tới bây giờ không đánh qua bản thân, hắn nhìn về phía Liễu Vân trí mở miệng, Gia Gia, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Diệp Sư Đệ, thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, hiến tế cho tiên đằng đổi lấy điển tịch, để ngươi nãi nãi nguyện vọng, có thể thực hiện. Liễu Vân trí trực tiếp mở miệng, cái gì? chương 2331, lôi lệ phong hành. Nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu ông ông tác hưởng. Thân làm tiên đằng ký chủ, bởi vì phải bị tiên đằng hấp thụ khí huyết, nên rất khó sống cực kỳ lâu, nên bất luận cái gì một đời ký chủ, đều là nghĩ hết biện pháp, bổ sung bản thân thọ nguyên. Mà trước mắt Diệp Lạc Trần, bất quá là một cái phàm nhân, chỉ có trăm năm thọ nguyên, chỉ có ít như vây thọ nguyên tình huống dưới, hắn dĩ nhiên nguyện ý cống dâng ra 10 năm thọ nguyên, trợ giúp một người qua đời thê tử hoàn thành nguyện vọng. Đây là cỡ nào lòng dạ, đây là cỡ nào phẩm đức cùng tiết tháo. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng, này tàn khốc tinh không, cho dù là trong gia tộc, cũng có tranh đấu, lại có như thế vô tư người. Liễu sư huynh, nói những cái này làm thế nào, ta thân làm pháp các các chủ, vốn nên vì trong tộc đệ tử tạo phúc. Cổ phong giờ phút này, trên mặt, lại là một phiến bình thường, mở miệng. Làm như vậy hy sinh, dĩ nhiên không có mảy may hỉ nộ vu dung, người này, đem hy sinh, đem kính dâng trở thành sinh mệnh một bộ phận. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế phẩm đức người, trên đời này, thật có dạng này thiêu đốt bản thân, chiếu sáng người khác người. Hắn là các chủ, vị cao quyền trọng, Dĩ nhiên như thế vì người suy nghĩ. Cái này các chủ, ta hoàn toàn phục. Nháy mắt, tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động, nhao nhao mở miệng. Phu phu, liễu thạch, lúc này quỷ ở cổ phong trước mặt, các chủ đại nhân, thật xin lỗi. Trong mắt hắn, nước mắt chảy xuôi. Hắn tuổi nhỏ mất đi song thân, là ra ra nãi nãi nuôi lớn, đặc biệt là nãi nãi, là hắn đời này thân nhất người. Nhưng nãi nãi qua đời, nãi nãi nguyện vọng, hắn nghĩ hoàn thành, lại không năng lực mà cổ phong trợ giúp hắn, hắn lại như thế vô lễ. Một cỗ thật sâu tự trách cùng hổ thẹn, ở trong lòng sinh sôi. Đứng lên đi, người sống sót, không chỉ có là vì người bản thân, cũng vì người vong đi tổ mẫu. Cổ phong nhìn về phía liễu thạch, nhàn nhạt mở miệng. Các chủ đại nhân, ngài tha thứ ta, liễu thạch, trong mắt mang theo kinh nghỉ, ta lúc nào trách tội qua ngươi. Cổ phong nhàn nhạt nói, liễu thạch càng thêm cảm động, trực tiếp đứng dậy, không chút do dự, cùng bản thân ra ra cùng một chỗ, đứng ở cổ phong bên này. Đào ân lâm lần này, triệt để mộng, bốn đại chi mạch, tam mạch đều đứng ở cổ phong bên kia. Này đến cùng tình huống như thế nào, đặc biệt là, kia liễu vân trí, thế nhưng là hoàng cấp cường giả. Kia phong lãnh hàn cũng là danh xương đệ nhất tiên vương nhân vật. Trong lúc nhất thời, đào ân lâm có chút do so dự, nhưng hắn nghĩ tới đối người nào đó hứa hẹn, lập tức cắn răng một bước phóng ra, nhìn về phía cổ phong, dù là hôm nay chỉ có ta một người, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Lần này, cơ hội chín thành trở lên đều người, nhìn về phía đảo ân lâm, đều mặt lộ bất thiện. Mặc dù cổ phong không có tu vi, chỉ là một phàm nhân, nhưng hắn trở thành các chủ, hôm nay biểu hiện ra ngoài đều tất cả, đều làm người kính ngưỡng, đối với hắn cái này các chủ, mọi người tâm phục khẩu phục, lúc này, đào ân lâm còn muốn xuất thủ, có chút phạm vào nhiều người tức giận. Đào ân lâm, người nghĩ một trận chiến, ta mai như tuyết bồi ngươi. Mai như tuyết trực tiếp một bước phóng ra. Hừ, đào ân lâm, ngươi lừa gạt ta nói các chủ đại nhân hèn hạ vô sỉ, là một cái vô năng phàm nhân, hại ta phạm xuống sai lầm, ngươi muốn một trận chiến, ta cũng bồi ngươi. Mai Tiểu Sương cũng là mở miệng, đào ân lâm, sớm nghĩ cùng ngươi đánh một trận, phong kiếm ngân mở miệng, ân lâm chất nhi, để ngươi phong thúc bồi ngươi giao thủ. Phong lãnh hàn lạnh giọng một câu, đánh đi, liễu thạch một bước phóng ra, ân lâm tiểu hiếu, ngươi nếu muốn một trận chiến, lão phu dùng một cây ngón tay, phụng bồi ngươi liễu vân trí đúng là cũng mở miệng ngươi các ngươi đào ân lâm mặc dù mặt như màu đất bốn đại chi mạch ba chi mạch người đều đứng ở cổ phong một bên này khiến hắn căn bản không cách nào ứng đối đừng nói phong lãnh hàn cùng liễu vân trí liền xem như mai như tuyết hắn cũng không phải đối thủ a à. các chủ đại nhân giờ khắc này độc cô trưởng lão Cưu trưởng lão cùng ngô trưởng lão cùng một chỗ đi tới cổ phong bên cạnh cung kính mở miệng nhìn thấy cung kính như thế bộ dáng Đào Ân Lâm càng là sắc mặt biến đổi. Thầm nói này Diệp Lạc Trần, tất nhiên có cực lớn bản sự, nếu không vẻn vẹn phàm nhân chi khu, làm sao có thể nhường ba vị hoàng cấp trưởng lão cung kính như thế? Đại nhân, Đào Chi nhất mạch tiểu tử này dám mạo phạm ngài, người chỉ cần một câu, chúng ta liền đem hắn cầm xuống, cắt ngang hai chân. Độc Cô trưởng lão, lúc này lạnh giọng một câu. Đào Ân Lâm, lúc này dọa đến khẽ run rẩy, lập tức nhìn về phía cổ phong, Diệp Lạc Trần, ta hôm nay là danh chính ngôn thuận đến khiêu chiến ngươi, ngươi có thể ứng chiến, cũng không phải ứng chiến, ta nhưng không có xấu bất luận cái gì quy củ, ngươi không thể ỷ thế lấn người. Xác thực, ngươi hôm nay không có trái với bất luận cái gì quy củ. Cổ phong mỉm cười, nhìn về phía đạo ân lâm nới lỏng khẩu khí, chính là tiếp tục nói, nàng, là ngươi hôn thế sao? Lập tức, chỉ hướng một bên, một tên dung mạo canh nhiệt nữ tử. Nữ tử này, chính là trước đó ở Pháp các đệ nhị tầng, bị cổ phong gian dạy nữ tử. Không đợi đào ân lâm nói chuyện, nữ tử này đi thẳng tới đào ân lâm trước mặt, mở miệng ân lâm, người cần phải vì ta làm chủ, ta hiện tại tiến vào pháp các phải hao phí, gấp 50 lần đều vào các phí, gấp 50 lần A. Nháy mắt, đào ân lâm có loại dự cảm không tốt. Nàng là ta vị hôn thê, thì sao? Đào ân lâm mở miệng, rất tốt, vừa rồi, nàng ngôn ngữ cuồng ngạo, nếu là ta dám phạt nàng, liền muốn tiếp nhận đào chi nhất mạch lửa giận. Cổ phong nhàn nhạt một câu, không sai, việc này ta cũng nghe thấy được lại có việc này nữ tử này gồm ngạo cực kỳ thật là nàng nói lập tức có không ít người ở một bên phụ họa nháy mắt đào ân lâm sắc mặt trắng nhợt hung hăng chừng một cái bên cạnh nữ nhân pháp các đại biểu chủ mạch thay thế biểu hiện toàn bộ diệp ra tu hành đào chi nhất mạch muốn hướng pháp các khai chiến đây là đại biểu người đào chi nhất mạch muốn phản tộc sao cổ phong nhìn về phía đào ân lâm lúc này tức giận một câu cái gì phản tộc cái mũ này quá lớn đào ân lâm thân thể đều là bỗng nhiên khẽ run rẩy cái này hắn thực sự chống đỡ không nổi a à, hắn cũng không còn nửa phần cường ngạnh ngôn ngữ lúc này thấp giọng mở miệng các chủ đại nhân việc này nhiều có hiểu lầm nhã nhi bất quá là tùy tiện nói một chút tùy tiện nói một chút cổ phong thanh âm lạnh hơn mở miệng tùy tiện nói một chút chính là muốn cùng pháp các khai chiến đây không phải là tùy tiện nói một chút phải chăng liền muốn diệt pháp các diệt ta cái này các chủ thậm chí diệt tiên đằng các chủ đại nhân tha mạng, tuyệt đối không có việc này." Là Nhã Nhi đầy miệng nói bậy, "Đại nhân." Đào Ân Lâm dọa đến thân thể bỗng nhiên run rẩy, trực tiếp quỳ ở cổ phong trước mặt, lúc này mở miệng. Bên cạnh, kia cây nhiệt nữ tử, giờ phút này cũng là dọa đến sắc mặt trắng bạch, quỳ ở cổ phong trước mặt. Đào Chi nhất mạch phải chăng thật có gì tâm còn cần điều tra rõ ràng mới có thể định đoạt, người tới, đem bọn họ hai người cầm xuống. Cổ Phong lập tức lạnh giọng một câu, "Là, các chủ Độc cô trưởng lão mấy người, tùy ý phất tay, liền đem đào ân lâm cùng canh nhiệt nữ tử, trực tiếp bị vây ở tiên đằng phía trên. Nháy mắt, tiên đằng phía trên gai nhọn chính là đâm vào bọn họ thân thể, bắt đầu hấp huyết. chương 2332, Cảm mộ trận văn. Cổ phong trong lòng truyền âm phía dưới, tiên đằng sẽ không trực tiếp cho hai người hút chết, nhưng sẽ để cho hai người một mực như thế suy yếu. Chuyện hôm nay, đến đây mới thôi, tất cả mọi người giải tán A. Cổ phong nhàn nhạt một câu, lập tức về tới pháp các đệ nhất tầng. Liễu Vân Trí, phong lãnh hàn đám người, trong lúc nhất thời, nhao nhao tán đi. Rất nhiều người, đều minh bạch, hôm nay cổ phong sở dĩ như thế đối đãi đào ân lâm, này đào chi nhất mạch đệ nhất huyền tử, là lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết được, hắn diệp lạc trần, rốt cuộc là cái gì tính tình. Đồng thời, hôm nay cổ phong xuất tẫn danh tiếng, liên quan tới hắn sự tình, ở thiên mục sơn mạch chủ mạch chi mạch tầm đó, nháy mắt truyền ra, vì Mai Chi Nhất Mạch Thiên Kiêu tìm ra trị liệu bệnh nan y phương pháp. Ca ngợi Phong Chi Nhất Mạch chuyên chú tu hành phẩm chất tu giả. Không tiếc thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, chỉ vì giúp Liễu Chi Nhất Mạch trưởng lão hoàn thành qua đời thê tử nguyện vọng. Lôi lệ phong hành, chân áp đào Chi Nhất Mạch đệ nhất huyền tử. Trong lúc nhất thời, liên quan tới cổ phong sự tình, mọi người cơ hồ là bôn tẩu cho biết. Trong đó, mặc dù có phản đối cổ phong người, nhưng cổ phong lại là nhiều hơn một nhóm lớn, người ủng hộ. Trong tộc tộc nhân đông đảo, thân hoạn một chút tật bệnh người không ít, người nào không nghĩ, nhưng bản thân bệnh giữ khu trừ. Đồng thời, một chút tự thân giá trị bản thân không cao, lại không có hậu trường, nhưng lại chấp nhất đối tu hành tu giả không ít, bọn họ người nào không hy vọng có thể miễn phí tiến vào pháp các. Đặc biệt là một chút trưởng lão, bọn họ đều muốn lấy được một chút bí pháp, nhưng rất nhiều cho dù pháp các bên trong cũng không có, có cổ phong vì liễu vân trí thiêu đốt 10 năm thọ nguyên đổi lấy điển tịch sự tình xuất hiện, bọn họ trong lòng cũng vì đó rung động. Có thể nói, cổ phong này thức tỉnh ngày đầu tiên, làm ra tất cả những thứ này, trực tiếp ở Diệp Gia liền nhấc lên một trận phong bạo. Tất cả mọi người, đều biết rõ, cái này phàm nhân các chủ, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Độc cô trưởng lão mấy người, trong lòng đối cổ phong, cũng là kính nể không thôi, cho dù là dĩ vãng các chủ, cũng không có cổ phong như vậy, biết lôi kéo lòng người, cũng không có hắn như vậy, lôi lệ phong hành. Đào ân lâm cùng kia cay nghiệt nữ tử, bị trói ở trên tiên đăng, thỉnh thoảng phát ra kêu thảm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là không khỏi phát run. Đều là minh bạch này các chủ, tuy nhiên đại nghĩa, nhưng cũng không dễ khi dễ. Đối với ngoại giới ngôn ngữ, cổ phong chưa từng để ý tới, hắn bây giờ ở pháp các đệ nhất tầng bên trong, chính đang điên cuồng tham mộ trận văn. Này trận văn, cùng ta năm đó đã từng tìm hiểu tới long văn, có chút cùng loại, cùng đan đạo phía trên, phù hiện đan văn, cũng có liên hệ chỗ. Cổ phong ánh mắt rơi vào trong tay nhất giai trận văn điển tịch phía trên, một bên nhìn, một bên ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Năm đó Cổ Phong ở Cửu Châu giới thời điểm, Thanh Long Tiên phủ bên trong, hắn cảm mộ Long Văn, mặc dù Cổ Phong cảm mộ Long Văn cũng không hoàn toàn, chỉ là một bộ phận, nhưng một bộ phận này cùng Đan Văn, Phù Văn, Trận Văn đều có tương thông. Bây giờ nhìn xem trong tay này trận văn điển tịch Cổ Phong cảm mộ lên cũng không khó. Chờ, Cổ Phong đột nhiên ánh mắt biến hóa, lập tức thi triển Đan Đạo chi nhãn. Đan Đạo chi nhãn, đối cảm mộ cỏ cây hữu dụng không biết đối với cảm mộ trận văn, phải trang hữu dụng. Mà cổ phong một lần này nhìn, nháy mắt trong mắt sáng lên. Bởi vì, này trận văn giống như cỏ cây đồng dạng, cổ phong liếc mắt phía dưới, đúng là thấy rõ, này trận văn nội bộ kết cấu. Cái gọi là nội bộ kết cấu, liền là một cái trận văn, lại mấy bút khắc họa mà thành. Tất cả tất cả, ở trong mắt cổ phong, lúc này cực kỳ rõ ràng. Tiếp theo, cổ phong nhìn về phía một cái khác trận văn. Này trận văn cùng phía trước trận văn, Hiển nhiên có mấy cái bút họa một dạng, có liên hệ chỗ. Nguyên lai like như thế, cổ phong không chấp mắt, càng ngày càng chuyên chú. Cũng ở lúc này, lại là có người ngồi không được. Thiên Mộc Phong, đỉnh núi, một tòa lầu các. Thiên Mộc Phong, là toàn bộ diệp gia, trọng yếu nhất. Chỉ có chủ mạch hạch tâm cao tầng, mới có thể cư ngụ ở đây. Lầu các bên trong, đại trưởng lão Diệp phân Thành, chính là cư ngụ ở đây. Bên cạnh hắn, chính là hắn chất nhi, Diệp Bách Nhiên. Phía trước còn có một tên thân mặc đào hoa đồ văn đạo bào mặt chữ điền nam tử này nam tử nhìn về phía diệp vân thành mở miệng đại trưởng lão bây giờ ân lâm như cũng bị nhốt ở trên tiên đằng lại dạng này hắn chỉ sợ kiên trì không được bao lâu này phàm nhân quá độc ác ta đào chi nhất mạch có thể đều là vì đại nhân làm việc ngài ngươi nói việc này là ta để ngươi đào chi nhất mạch đi làm diệp vân thành lúc này lạnh giọng một câu này ta kia mặt chữ điền nam tử lúc này sắc mặt biến đổi giờ khắc này một bên Diệp Bách Nhiên mới mở miệng, đào phương sư huynh, ta nhìn ngươi là hiểu lầm, việc này bất quá là ta cá nhân thỉnh cầu mà thôi, cùng ta thúc thúc không quan hệ. Đào phương sắc mặt nháy mắt biến hóa, minh bạch rất nhiều. Lúc này, nhìn về phía Diệp Bách Nhiên mở miệng, thánh tử đại nhân, con ta ân lâm, còn bị kia phàm nhân buộc, này. An tâm chớ vội, hắn bất quá là một phàm nhân, cho dù có mấy phần thủ đoạn, cũng không thành tài được, tùy tiện phái cá nhân, đem người tiếp về liền có thể. Việc này, ta không thể ra mặt, ta nếu ra mặt, không phải rõ ràng nói cho mọi người, là ta âm thầm thao tác sao. Diệp Bách Nhiên nhàn nhạt mở miệng, là, thánh tử đại nhân, đào phương nhẹ gật đầu, Diệp Bách Nhiên lại là mở miệng, nhớ kỹ, chưa có mất mặt mũi, tư thái vẫn là muốn có, hắn là phàm nhân, trở thành ký chủ, đã là đạp vận khí cứt chó, pháp các, sẽ không chân chính thuộc về hắn. Là, thánh tử đại nhân, đào phương sắc mặt khó coi, lập tức rời đi, nhị thúc, ta nói như vậy, không có vấn đề a diệp bách nhiên mở miệng ân làm không sai diệp phân thành mở miệng lập tức ánh mắt biến hóa vốn tưởng rằng bình thường phàm nhân tiểu quỷ mấy lần liền có thể đuổi như thế thừa dịp ra chủ bế quan ta có thể mượn cơ hội này đem pháp các nắm giữ trong tay lại không nghĩ đến tiểu tử này có bản lĩnh nhị thúc này phàm nhân cũng là tuổi trẻ tu giả như thế triệt để đem ta danh tiếng che lại tiếp tục như vậy thế nhưng là không được diệp bách nhiên trên mặt mang theo không vui chớ nóng vội biện pháp phần lớn là mấy ngày nay mọi người đều ở thổi phòng này phàm nhân lại không biết bưng lấy càng cao ngã càng thảm qua mấy ngày bầu không khí đi đến nhất định độ cao chúng ta lại tiến hành xuất thủ làm cho tất cả mọi người biết rõ phàm nhân dù sao chỉ là phàm nhân không có khả năng chúa tể chúng ta tiên đạo tu giả vận mệnh đến lúc đó hắn đem ngã xuống đáy cốc diệp phân thành bầy mưu nghĩ kế nhấp một hớp nước trà cười nhạt một tiếng nhị thúc anh minh diệp bách nhiên trong mắt tinh mang lấp lóe lập tức nhìn về phía diệp vân thành mở miệng nhị thúc vô tình cô nương nơi đó nhị thúc cần phải giúp ta vô tình cô nương mặc dù mới vào hoàng cấp nhưng cũng là thất giai cao thủ mà ngươi bây giờ vẫn như cũ là chuẩn hoàng cấp thực lực tranh lệch bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào di bổ chỉ cần ngươi có thể đột phá đến hoàng cấp nhị thúc ta sẽ vì ngươi làm xuống một mối hôn sự này diệp vân thành đã tính trước nhàn nhạt mở miệng tạ nhị thúc ta tới gần đột phá đã không xa, đoán chừng không ra 10 năm, liền có thể đi đến hoàng cấp, đợi giải quyết này phàm nhân, ta lại cưới vô tình cô nương, này pháp các cùng bảo lâu, liền toàn bộ trưởng khống ở trong tay chúng ta. Gia chủ xuất quan thời điểm, này diệp ra, khả năng liền không thuộc về nàng. Chưa thành trước đó điệu thấp mà đi, ghi nhớ, nhị thúc, ta minh bạch, chương 2333, nói quá lời. Cổ phong một khi lâm vào cảm mộ, đó chính là điên cuồng. Dòng giã một đêm, Cổ Phong một mực ở cảm ngộ pháp các đệ nhất tầng trận văn. Thân làm các chủ, tốt nhất một điểm, liền là tùy ý quan sát những cái này điển tịch. chân trời Thái Dương mới mọc lên, đào ra chính là người đến. Pháp các trước đó, đào ra đến mười mấy tên tu giả, cầm đầu một người, chính là Đào Ân Lâm Phụ Thân, Đào Phương. Cổ Phong ánh mắt đảo qua mười mấy người này, nhìn thấy bọn họ giữa hai lông mày thần sắc, khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên. Phụ Thân, cứu ta, cứu ta a. À. Đào ân lâm bị nhốt ở trên tiên đằng, giờ phút này cả người gầy đi trông thấy, sắc mặt trắng bạch, không có nửa điểm huyết sắc, kia cay nhiệt nữ tử càng là không ăn thua, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Tại hạ đào phương, đại gia phụ đến đây bái phòng các chủ, ân lâm còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn mời các chủ dơ cao đánh khẽ. Đào phương nhìn về phía cổ phong, hơi hơi ôm quyền mở miệng. Này ngôn ngữ nhìn như cung kính, nhưng giữa hai lông mày, nhưng không có nửa phần vẻ cung kính, dáng người thẳng tắp, không có nửa phần uốn lượt, hơn nữa này ý tứ rất rõ ràng, liền là nhường cổ phong thẳng người, lại một điểm chân chính xin lỗi ý tứ đều không có. Bốn phía đám người vây xem, Diệp ra ngũ mạch, trong đó chi mạch bốn đầu, mỗi một đầu chi mạch, đối với Diệp ra đều là cực kỳ trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được, mà cái này đào phương phụ thân, liền là đào chi nhất mạch chi chủ, đào hải đào, hắn tu vi, cũng đã đạt đến hoàng cấp đỉnh phong, là toàn bộ Diệp ra, sáu đại hoàng cấp đỉnh phong một trong. Hắn thân làm địa vị, ở Diệp ra, đều là không tục, mà cái này đào ân lâm, nhưng hắn thân tôn tử. Đào ra người tới, này ý tứ, liền rất rõ ràng. Giờ phút này, người vây quanh, cũng đã không ít, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cổ phong, muốn nhìn, ở như thế đại áp lực phía dưới, hắn biết lựa chọn ra sao. Độc cô trưởng lão ba người, giờ phút này cũng đã đi ra. Bọn họ vờn quanh ở cổ phong bên cạnh, đều không có mở miệng. Dù sao bọn họ ba người bên trong, mạnh nhất ngô trưởng lão, cũng chỉ là tiên đạo cửu giai thượng vị tiên hoàng, cũng không đạt hoàng cấp đỉnh phong, bọn họ ba người chung vào một chỗ, đều không phải đào hải đào đối thủ, chớ nói chi là đào hải đào nắm trong tay đào chi nhất mạch thiên địa linh vật. Bên này, bị nhốt ở trên tiên đằng đào ân lâm trên mặt mang theo vui mừng, theo lấy cổ phong giống to, tiểu tử, lúc này biết rõ sợ rồi sao, ngươi là các chủ lại như thế nào, bất quá một cái phàm nhân mà thôi. Hừ, Diệp Lạc Trần, hôm nay ai cũng giúp cũng không đến phiên ngươi, ta quên đi nói cho ngươi, ta không vẻn vẹn ân lâm vị hôn thê, vẫn là đào chi nhất mạch chi chủ tương lai tôn tức. Kia cay nhiệt nữ tử, giờ phút này cũng là tỉnh lại, nhìn về phía cổ phong trào phúng mở miệng. Đối với những cái này lời nói, đào phương cũng không nói cái gì, ở hắn nhìn đến, hôm nay cổ phong, chỉ có cúi đầu một con đường, toàn bộ diệp ra, ngoại trừ gia chủ cùng đại trưởng lão hai cái chuẩn tôn cấp bên ngoài, còn lại chỉ có sáu cái hoàng cấp đỉnh phong, hắn phụ thân như vậy địa vị, hắn thế nhưng là biết được. Ở vạn chúng chú mục phía dưới, cổ phong mỉm cười, lời nói ra kinh người nói ta cũng còn nhỏ không hiểu chuyện hôm nay ta không dự định đưa tay cái gì kia đào phương cả người có chút sững sờ mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện bất quá mọi người kinh ngạc sau đó xem xét cổ phong xác thực chỉ là một phàm nhân cho dù hắn đã từng là tu giả tu vi cũng tất nhiên không quá cao coi khí tức hắn quả nhiên là thế hệ tuổi trẻ tu giả tuổi tác tuyệt đối so đào ân lâm nhỏ đào phương nói đào ân lâm nhỏ cổ phong nói bản thân nhỏ, thật sự không có vấn đề. Diệp Lạc Trần, người phải biết, người đang cùng người nào đối kháng. Đào Phương tức giận, Đào Phương, người cũng muốn minh bạch, người đang cùng người nào nói chuyện, ta hôm nay tâm tình thế nhưng là không tốt lắm. Cổ phong mắt lạnh lẽo mà coi, mở miệng một câu. Cổ phong lời vừa nói ra, cái kia bị khốn ở trên tiên đằng đào ân lâm cùng cay nhiệt nữ tử trên người quấn quanh đằng điều, nháy mắt nắm chặt, đồng thời, bọn họ thể nội máu tươi bị điên cuồng hút ra. Phụ thân, cứu ta, cứu ta a! À. Đào Ân Lâm kinh hô. Ngươi, các chủ đại nhân, thủ hạ lưu tình. Đào Phương còn muốn cường ngạnh, nhưng nhìn bản thân nhi tử tình huống, lúc này tư thái giảm xuống. Cổ Phong trong lòng truyền lại chỉ lệnh, tiên đằng chính là ngừng lại. Tiên đằng lúc nào nổi giận, ta nhưng không biết. Người đào ra tốt nhất có đầy đủ thành ý, lại đến đây. Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người mà đi. Diệp Lạc Trần, người làm như vậy sẽ không sợ. Nếu như ngươi muốn sau này đào ra tất cả mọi người. Không cách nào bước vào pháp các nửa bước, ngươi liền tiếp tục ngôn ngữ." Cổ Phong lời nói rơi xuống, tiến nhập pháp các, Đào Phương lên cơn giận dữ, nhưng lại không dám nói nửa câu. "Pháp các là trong tộc tu hành thánh địa, nếu là sau này Đào chi nhất mạch vĩnh viễn không cách nào bước vào pháp các, Đào chi nhất mạch bị cỡ nào tổn thất to lớn." Cổ Phong tiến nhập pháp các đệ nhất tầng, tiếp tục cảm mộ trận văn. Một bên, Độc Cô trưởng lão thấp giọng mở miệng, "Các chủ, chúng ta thật muốn cùng Đào chi nhất mạch triệt để quyết liệt sao?" không ra 10 ngày, đào gia tự sẽ chịu thua, nhìn xem là được. Cổ phong mỉm cười, tiếp tục cảm mộ trận văn. Độc cô trưởng lão nhìn cổ phong này biểu lộ, bản năng trong lòng cực kỳ an tâm. Trong lúc nhất thời, sự tình truyền ra, Diệp Lạc Trần hoàn toàn không sợ hoàng cấp đỉnh phong đào hải đào uy thế, pháp các các chủ uy phong vẫn như cũ. Cổ phong đêm này, như cũ đắm chìm trong trận văn cảm mộ. Ngày kế tiếp, trời mới vừa mưa lất phất sáng lên, một trận thanh âm từ ngoại giới truyền đến mai vũ huyên bái kiến các chủ cổ phong nghe xong lời này khóe miệng ý cười hơi hơi phù hiện đi ra pháp các phát hiện pháp các trước cửa đã là một đám mai chi nhất mạch người một nhóm đến đây mấy chục người người phía sau đều đầu vai khiêng các loại lễ dương phía trước ba người có hai người cổ phong quen thuộc là mai như tuyết cùng mai tiểu sương hai người bên ngoài còn có một người đây là một tên bà lão hắn một đầu bạch phát dáng người lại không còng xuống cả người mang theo một cỗ khác khí chất Ta thiên, là mai chi nhất mạch chi chủ, mai chi nhất mạch chi chủ, dĩ nhiên tự mình đến bái kiến Vị tiền bối này, thế nhưng là cực ít lộ diện Cảnh tượng này, lập tức hấp dẫn không ít tu giả đến đây, mọi người kinh hô Này lão bà bà, chính là chi mạch mai gia chi chủ, mai vũ huyên, hắn làm người, cũng không lạnh lẽo cô quạch, người trong tộc, thân thiết xương nàng mai bà bà Tu vi, hoàng cấp đỉnh phong, lại thực lực, còn ở chi mạch đào gia chi chủ đào hải đào phía trên Mai Tiền Bối, ngưỡng mộ đã lâu, Cổ Phong ôm quyền, diệp các chủ tuổi trẻ tài cao, này ngôn ngữ khách khí, lão thân hao phí hơn ngàn năm thời gian, vì ta này đáng thương bảo bối tôn nữ tìm kiếm thiên tài địa bảo, vì đó kéo dài tính mạng, càng là thiêu đốt trọn vẹn năm vạn năm tu vi, như cũng không cách nào giúp nàng khỏi hẳn, lúc đầu lão thân cũng đã nhìn không thấy hy vọng, bây giờ lại không nghĩ, diệp các chủ tìm được chữa trị phương pháp. Mai bà bà trên mặt tiếu dung che kín, mở miệng, ân này quá nặng, xin nhận lão thân một xá. Nói xong, Mai bà bà chính là hướng về Cổ Phong một xá. Tiền bối, nói quá lời, Cổ Phong lập tức đỡ dậy Mai bà bà. Mai bà bà trên dưới dò xét qua Cổ Phong, lập tức trong mắt mang theo vẻ nuối tiếc, diệp các chủ tuổi trẻ tài cao, học thức uyên bác, nhưng đáng tiếc bây giờ thân này phía trên tiên căn cũng đã triệt để biến mất. Chương 2334, nặng như tiên sơn. Nàng đang thở dài, nàng sớm đã đoán được, Cổ Phong đã từng tất nhiên là một cái tu giả, vốn coi là Cổ Phong là bị tổn thương nàng hôm nay đến đây báo ân đồng thời nghĩ trợ giúp cổ phong đem thương thế trị liệu khỏi hẳn lại phát hiện cổ phong trên người không có tiên căn nàng tiếc hận không có tiên căn bốn phía vây xem người nghe đến lời này cũng có không ít người vì cổ phong tiếc hận như thế nhân vật nếu là có tiên căn có thể tu hành sẽ đi đến cỡ nào độ cao đồng thời cũng có thể sống được càng lâu trưởng khống pháp các thời gian dài hơn mai như tuyết trong mắt lóe qua vẻ tiếc nuối mai tiểu sương cũng là như thế. Ha ha, không sao, làm phàm nhân, trên thực tế cũng là không sai, trên đời này cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều cần dùng tu vi đến giải quyết. Cổ Phong mỉm cười, mọi người thấy Cổ Phong như thế lạc quan, trong lòng kính nể, như thế tuổi trẻ, bị này kịch biến, không có tiên căn, dĩ nhiên còn có thể như thế bình tĩnh, này thật sự cho người chấn kinh. Những lễ vật này, tuy không đắt lắm nặng, nhưng bày tỏ tâm ý, mong rằng các chủ nhất định nhận lấy. Mai bà bà nhìn về phía cổ phong, mở miệng, như thế, ta nếu từ chối thì bất kính. Cổ phong cũng không khách khí, vung tay lên, độc cô trưởng lão mấy người, chính là thay nhận lấy. Mai bà bà muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra, cổ phong gặp vậy, trực tiếp cười nói, mai bà bà, có lời gì cứ nói đừng ngại. Diệp các chủ, là dạng này, người tuy là các chủ, nhưng dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhà của ta như tuyết, ở trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi như có mấy phần danh khí, nàng dung mạo cũng là không tầm thường. Mai bà bà nói xong, nhìn về phía Cổ Phong, không biết các chủ có nguyện. Nãi nãi, Mai Như Tuyết ở một bên, lập tức trên mặt đỏ bừng. Nàng mặc dù bởi vì chuyện hôm qua, đối Cổ Phong có hảo cảm, nhưng đây cũng quá nhanh một chút. Lại, nàng biết rõ Cổ Phong không có tiên căn, ngày sau. Tiền bối, Cổ Phong cắt ngang, Mai bà bà hơi có vẻ lúng túng, làm sao, Diệp các chủ chẳng lẽ cảm thấy Như Tuyết Mai bà bà hiểu lầm, chính là ta bây giờ bất quá nhất giới phàm nhân, nhiều nhất chỉ có thể sống trăm năm, ta bất quá là tiền bối, là như tuyết cô nương, sinh mệnh trường hà bên trong một cái khách qua đường mà thôi, này trăm năm liền để cho ta một người, thủ hộ lấy tiên đằng, đến cuối cùng a." À. Cổ Phong lời nói tầm đó, trong ánh mắt mang theo một vòng thê lương ý. Mọi người ở đây, nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng không khỏi đều có mấy phần sầu não. Tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Phong biết rõ bản thân sống không được bao lâu. Sợ làm chế nải Mai Như Tuyết. Xác thực như thế, Mai Như Tuyết tu vi, ngày sau đột phá hoàng cấp đều có khả năng. Hoàng cấp cường giả, 40 vạn năm thọ nguyên, sinh tử hai đừng, đó là cỡ nào thống khổ. Mọi người giờ phút này, trong lòng đối cổ phong càng thêm kính nể. Diệp Sư Thúc, Mai Như Tuyết trong mắt trong suốt phù hiện, nàng thậm chí trong lòng thầm mắng bản thân, vừa rồi còn có chút ghét bỏ Diệp Lạc Trần chỉ là một phàm nhân, lại không nghĩ đến hắn phẩm đức cao thượng như vậy. Diệp Sư Thúc diệp ca ca người không thể chết mai tiểu xương càng là nước mắt đều chảy xuống đến trên người nàng cực hàn cũng đã khu trừ hơn phân nửa nàng lập tức liền muốn triệt để khôi phục càng là như thế nàng đối với cổ phong cảm kích càng sâu người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ như lông hồng hoặc nặng như tiên sơn ta có thể thủ hộ tiên đằng mà chết đời này là đủ cổ phong lời nói rơi xuống đối mai bà bà mấy người mỉm cười quay người về tới pháp khác người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ như lông hồng hoặc nặng như tiên sơn Tất cả mọi người, trong đầu, đều đáp lại cổ phong lời nói, bọn họ tâm thần, đều bị rung động đến. Đây là cỡ nào khí phách, cỡ nào phẩm đức, có thể như thế đối đãi sinh tử, có thể như thế phân chia sinh tử. Cho dù mai bà bà, cả người đều là không khỏi có chút xuất thần, nàng không khỏi tự nói kẻ này nếu là có tiên căn, chính là cỡ nào anh tài, mặc kệ như thế nào, này trăm năm, ta mai ra dốc hết toàn lực, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào, tổn thương ngươi mảy may tất cả mọi người đắm chìm ở trong cổ phong lời nói trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế cũng ở giờ phút này một đạo kêu thảm phá vỡ yên tĩnh mai lão tổ cứu ta a à, cầu ngài mau cứu ta đào ân lâm bị nhốt ở trên tiên đằng bởi vì mất máu quá nhiều cũng đã ngất đi này vừa mới tỉnh lại nhìn thấy mai bà bà lúc này giống như bắt được cứu mạng dơm dạ các chủ như thế phẩm đức người đừng nói đối với hắn khiêu chiến dù là trong lòng đối với hắn có chỗ nghị luận đều là đáng xấu hổ, người tự tác tự thụ. Mai bà bà đối xử lạnh nhạt nhìn đào ân lâm một cái, vất tay áo mà đi. Trừng phạt đúng tội, mai như tuyết mở miệng, hư, đáng đời, phi, mai tiểu xương mở miệng, còn đối đào ân lâm nhổ nước miếng. Các chủ, thế nhưng là chết cũng phải nặng như tiên sơn người. Liền ngươi cũng muốn khiêu chiến các chủ, ngươi phẩm đức, còn thiếu rất nhiều. Bốn phía đám người, đối đào ân lâm, cũng đầy là khinh bỉ, nhao nhao tán đi. a à, cái gì tiên sơn, chưa đi, đều đừng đi à. Đào ân lâm một mặt mộng bức, mặt càng trắng hơn. Đối với đám này, cổ phong cũng là không có để ý, trong lòng của hắn chỉ có nhu nhi một người, tự nhiên sẽ không đối bất luận cái gì mặt khác nữ nhân, có cái gì tâm tư. Các chủ, đào ân lâm, giống như kiên trì không được bao lâu. Độc cô trưởng lão, ở một bên nhàn nhạt nói, bây giờ, ánh mắt hắn, cũng đã khôi phục một chút thị lực, mặc dù không có triệt để thấy rõ đồ vật, nhưng đã không phải là mù. Này tự nhiên đều là cổ phong công lao, đối với cổ phong, hắn càng cung kính. Không sao, Đào gia lập tức liền muốn ngồi không được. Cổ phong nhàn nhạt một câu, tiếp tục cảm ngộ trận văn. Bây giờ nhất giai trận văn, cổ phong cũng đã cảm ngộ hơn phân nửa, đây đối với hắn tới nói, cũng không khó. Trong lúc nhất thời, liên quan tới chi mạch Mai gia chi chủ đăng môn cúi người chào nói tạ sự tình, lại là ở Diệp gia truyền ra. Trọng yếu nhất, là kia một câu, người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ như lông hồng hoặc nặng như tiên sơn, rung động toàn bộ diệp ra đệ tử, tất cả mọi người trong lòng đối với cổ phong lòng kính trọng, liên miên không ngừng. Thiên Mộc Phong, nhị thúc, việc này, có chút khó giải quyết, kia mai như tuyết dù sao là hoàng cấp đỉnh phong. Diệp bách nhiên trên mặt nhan sắc không dễ nhìn, mặc dù bản thân nhị thúc nói qua, bưng lấy càng cao, ngã càng thảm, không sai, nhưng bây giờ cũng đem cái này diệp lạc trần, bưng lấy quá cao a. À. Thậm chí, bây giờ hắn dòng chính bên trong, đều có mấy người, thầm lén nghị luận, đối Diệp Lạc Trần biểu thị kính nể. Không vội, hiện tại bưng lấy, còn chưa đủ cao. Diệp Vân Thành, lại là mỉm cười, vững như tiên sơn. Còn chưa đủ cao, Diệp Bách Nhiên kinh ngạc, chính là, từ sườn núi phía trên ngã xuống, cùng từ thần sơn ngã xuống, đó là cách nhau một trời một vực. Thế nhưng là nhị thúc, đào ra nơi đó, yên tâm, ta cũng đã ngôn ngữ qua, bọn họ chịu nổi áp lực. Nhị thúc, ta hiểu, ba ngày sau, ra một kiện đại sự. Phong lãnh hàn thành công vượt qua tiên hoàng kiếp, trở thành một tên hoàng cấp tu giả. Việc này, cực kỳ oanh động, hoàng cấp tu giả, cỡ nào hy hiếu, diệp ra 100 vạn tu giả, hoàng cấp cũng chỉ có 27 người mà thôi. Bây giờ, 28 người xuất hiện, mà phong lãnh hàn đột phá trước tiên, chính là đi tới Pháp Các. chương 2335, quá phận cao. Cùng hắn cùng đi, còn có một tên lão giả, này lão giả, là phong chi nhất mạch chi chủ, phong nguyên thiên hai người sau lưng cũng là một đám tu giả mang đến đại lượng lễ vật các chủ đại nhân phong lãnh hàn nhìn thấy cổ phong lúc này ôm quyền phong huynh khách khí bây giờ ngươi đã bước vào hoàng cấp trở thành gia tộc trưởng lão cùng ta cái này các chủ cũng nên ngang hàng luận giao cổ phong gặp vậy trên mặt mang theo ý cười đối với phong lãnh hàn đột phá cổ phong thật cao hứng phong lãnh hàn người này là loại kia trọng tình trọng nghĩa người cùng cổ phong phẩm tính hợp nhau không các chủ đại nhân này Tôn Sưng không thể biến, thực không dám giấu giếm, một lần này, ta là tới nói lời cảm tạ. Phong Lãnh Hàn lúc này mở miệng, nói lời cảm tạ, ha ha, Phong huynh khách khí, ta vẻn vẹn để ngươi ở pháp các miễn phí tu hành mà thôi, có thể có thành cầu, đều là ngươi bản thân cố gắng. Cổ Phong mở miệng, lần này, không đợi Phong Lãnh Hàn mở miệng, một bên chi mạch phong ra chi chủ, hoàng cấp cường giả tối đỉnh, Phong Nguyên Thiên, chính là trực tiếp mở miệng, Diệp các chủ, không cần khiêm tốn, ngươi kia một phen đề điểm ở đâu là vẻn vẹn nhường lãnh hàn miễn phí tu hành đơn giản như vậy, người tất nhiên là nhìn ra lãnh hàn ở đột phá biên giới, như thế lại ra này một phen khích lệ lời nói. Bởi vì ngươi lời nói này, phá vỡ lãnh hàn nội tâm ma trướng, lại để hắn đạo tâm càng chắc chắn hơn, như thế một khi đột phá gông cùng xiềng xích, nhất phi trùng thiên, này công lao, diệp các chủ, không thể từ chối. Này, nguyên lai là các chủ đại nhân, trợ giúp phong lãnh hàn phá vỡ nội tâm ma trướng. Các chủ đại nhân, ngày đó lời nói kia, dĩ nhiên như thế trọng yếu. Trợ giúp một cái chuẩn hoàng cấp cường giả khu trừ nội tâm ma chướng, kiên định đạo tâm, là bực nào khó khăn. Chủ yếu nhất, các chủ đại nhân, chưa bao giờ hướng bất luận kẻ nào nhắc qua việc này, hắn làm như thế cống hiến, lại một mực giấu giếm. Nếu không phải phong chi nhất mạch lão tổ nói rõ, chúng ta ai có thể nghĩ tới, là các chủ đại nhân trợ giúp phong lãnh hàn đột phá. Các chủ phẩm đức, cho người không cách nào tưởng tượng. Nháy mắt, toàn bộ pháp các trước đó, đều là chấn động lên. Phong tiền bối, ta lúc ấy bất quá thuận miệng mà làm. Cổ phong nghe nói, cười khổ mở miệng, bản thân lúc trước xác thực nhìn ra phong lãnh hàn ở đột phá biên giới, nhưng nói lời nói kia thời điểm, bất quá là vì ở pháp các lập uy, có thể thật không nghĩ đến nhiều như vậy, không nghĩ đến cơ duyên phía dưới, trợ giúp phong lãnh hàn. Diệp các chủ, ta phong chi nhất mạch là trọng ân người, người đối ta phong chi nhất mạch có như thế đại ân, không thể mai một, người không cần che đậy. Nhìn thấy cổ phong còn đang giải thích, kia phong nguyên thiên đáy mắt đối cổ phong cũng có kính trọng ý. Đám người trong lòng cảm thán, này các chủ phẩm đức, quá cao thượng, đến hiện tại, đều không nguyện ý thừa nhận. Cổ phong cũng là bất đắc dĩ, như thế, bản thân giải thích chỉ sợ cũng không ai tin. Giờ khắc này, phong nguyên thiên đánh giá cổ phong mấy phần, lập tức mang bộ mặt sầu thảm, hơi hơi lắc lắc đầu. Lão tổ, không biện pháp sao? Một bên, phong lãnh hàn hỏi, không biện pháp, diệp các chủ tiên căn, xác thực triệt để không có không giống như là bị người rút ra giống như là bản thân tàn lụi lão phu bất lực phong nguyên thiên cũng thở dài mở miệng lập tức nhìn về phía cổ phong mở miệng thực không dám giấu diếm hôm nay lão phu cũng đã làm đủ chuẩn bị nghĩ trợ giúp diệp các chủ khôi phục tiên căn diệp các chủ trợ giúp lãnh hàn đột phá bản thân lại ai tiền bối không cần như thế tặng người cỏ thơm tay có thừa thơm cớ sao mà không làm việc này không đáng nhắc đến lễ vật này ta nhận cổ phong mỉm cười quay người tiến nhập pháp các, thẳng đến cổ phong bóng lưng biến mất, đám người còn đắm chìm trong vừa rồi cổ phong lời nói bên trong. Tặng người cỏ thơm, tay có thừa thơm, ở nơi này tàn khốc tinh không bên trong, cho dù đồng tộc tầm đó, mặc dù huyết mạch tương liên, nhưng là cực ít có người, nguyện ý chân chính trợ giúp người khác. Giờ phút này, mọi người nghe cổ phong lời nói, không biết bao nhiêu người, trong đầu vù vù. Tay có thừa thơm, rất nhiều thời điểm, trợ giúp người khác, làm sao cũng không phải trợ giúp bản thân cho dù là phong nguyên thiên giờ phút này cũng không khỏi trong lúc nhất thời lâm vào cổ phong lời vừa rồi nói tất cả mọi người đều đang trầm tư mà cũng ở giờ phút này một đạo thanh âm lần nữa phá vỡ yên tĩnh phong ra ra ngài lão nhân ra đến ta nhanh không được mau cứu ta mau cứu ta à bây giờ đạo ân lâm càng ngày càng hư nhược ngủ say hồi lâu giờ phút này vừa mới tỉnh lại nhìn thấy phong nguyên thiên lúc này kinh hô các chủ như thế phẩm đức người dĩ nhiên còn có như ngươi loại này táng tận thiên lương đồ vật mưu toàn hại với hắn không giết ngươi đã là nhân từ phong nguyên thiên lạnh giọng một câu quay người rời đi bốn phía đám người nhìn xem đào ân lâm trên mặt khinh bỉ càng nặng đại nhân thế nhưng là tặng người cỏ thơm người người trừng phạt đúng tội thậm chí có mấy cái gan lớn hướng đào ân lâm nôn một ngụm nước bọt cái gì cỏ thơm cái gì loạn thất bát tao ta nhanh không được ai tới mau cứu ta đào ân lâm đều muốn khóc hắn giờ phút này xương gầy như que củi, lại phát hiện bốn phía đám người, không một cái đồng tình, so trước đó một lần, nhìn về phía bản thân ánh mắt, càng thêm khinh thị. Liên quan tới cổ phong trợ giúp phong lãnh hàn đột phá hoàng cấp, lại cực lực giấu giếm, không nhường người biết rõ bản thân công lao sự tình, nháy mắt truyền ra. Mặc dù đã trải qua trước đó một chút sự tình, cổ phong bắt lại không ít tu giả tâm. Nhưng một chút thực lực cường hoành tu giả, như cũng cho rằng, cổ phong thực lực không được, nên không đem hắn quá đặt ở trong lòng mà kinh lịch hôm nay mọi người trong lòng chấn động bậc này phẩm đức cái này cần năng lực cho người kính nể đặc biệt là kia một câu tặng người cỏ thơm tay có thừa thơm lời lẽ trí lý cũng đã cấp tốc truyền ra một chút tu giả thậm chí cũng đã nóng lòng lẫn nhau trợ giúp tu hành cộng đồng tiến bộ đối với những cái này cổ phong đều không biết được nhất giai trận văn rốt cuộc toàn bộ cảm ngộ cổ phong trên mặt mang theo vui mừng nhìn xem trước mắt này rất nhiều trận văn bất quá hắn biết rõ nhất giai trận văn, chỉ là cơ sở. Không do dự nữa, hắn tiếp tục đi cảm mộ nhị giai trận văn. Độc cô trưởng lão ở một bên, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng trong lòng thở dài, lấy đại nhân năng lực, ta còn có cái gì lo lắng. Thiên Mộc Phong, nhị thúc, cái này có phải hay không đem Diệp Lạc Trần bưng lấy quá phận cao. Diệp Bách nhiên sắc mặt không dễ nhìn, bây giờ, thậm chí bên cạnh hắn mấy cái thị nữ, tự mình đều đang nghị luận trong lòng ngưỡng mộ Diệp Lạc Trần. Đây chính là hắn thị nữ a hắn ngày thường, không ít quán thâu Diệp Lạc Trần là một cái phế vật, run dế phàm nhân loại hình, dĩ nhiên cũng nói ra ngưỡng mộ Diệp Lạc Trần mà nói. Có thể tưởng tượng, Diệp Lạc Trần bây giờ ở Diệp gia lực ảnh hưởng, cũng đã đạt đến loại nào trình độ. Giờ phút này, Diệp Vân Thành cũng là đáy mắt lóe qua một vòng dị sắc, việc này xác thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, như cũ ở khả năng khống chế phạm vi bên trong. Bách nhiên, người muốn tĩnh tâm, ta trước đó cùng ngươi nói qua, bưng lấy càng cao, ngã càng thảm, không sao, tiếp tục chờ đợi. Diệp Vân Thành nhàn nhạt một câu, thế nhưng là nhị thúc, chúng ta lúc nào, đợi này độ cao, đi đến cực hạn vị trí, lúc kia ngã xuống, mới có thể một kích mất mạng. Có thể tất cả mọi người biết rõ, đào ra là người chúng ta, bọn họ. Yên tâm, bọn họ đỉnh không được, ta cũng sẽ để bọn hắn đỉnh. chương 2336 tạo hóa lớn. Liên quan tới cổ phong sự tình không ngừng lên men, toàn bộ Diệp ra, bây giờ cũng đã vượt qua năm thành người, Đối cổ phong trong lòng kính nể. Kia, người chỉ có một lần chết, cung tặng người cỏ thơm, lời lẽ chí lý, cũng vì đó truyền tụng, Mai Chi nhất mạch, Thiên phú đệ tử, lành bệnh là chuyện tốt, nhưng đó là đưa cho Mai Chi nhất mạch tương lai. Mà Phong Chi nhất mạch lại không giống vậy, lúc đầu Phong Chi nhất mạch ở bốn cái chi mạch bên trong, chỉnh thể thực lực bài danh cuối cùng, bây giờ một lần này, nhiều hơn Phong lãnh hẳn cái này hoàng cấp cường giả, Phong Chi nhất mạch cũng đã nắm giữ bốn cái hoàng cấp cường giả, chỉnh thể thực lực trực tiếp nhảy lên tới tứ mạch đệ nhất, phải biết, mặt khác tam mạch, đều chỉ có ba cái hoàng cấp cường giả. Cũng ở lúc này, lại xuất hiện một kiện đại sự. Liễu Chi nhất mạch tam trưởng lão, Liễu Vân Trí, từ pháp các lấy được cổ phong tặng cho điển tịch sau đó, đúng là bồi dưỡng ra ngũ sắc hỏa lôi quả. Cùng lúc đó, ngũ lôi quy nguyên trận, hoàn toàn bị bố trí mà ra. Trận này uy lực, nguyên bản dựa theo Liễu Vân Trí suy nghĩ, sẽ đi đến thất giai trận pháp độ cao. Nhưng mà, một khi bố trí ra, uy lực lại có thể so với cửu giai trận pháp. Cửu giai trận pháp là khái niệm gì? Đây chính là có thể chấn sát hoàng cấp cường giả tối đỉnh kinh khủng trận pháp. Lúc đầu bởi vì phong chi nhất mạch quật khởi, bài danh chi mạch bài danh thứ ba liễu chi nhất mạch biến thành bài danh cuối cùng. Mà bây giờ, này cửu giai trận pháp vừa ra, liễu chi nhất mạch thực lực, nháy mắt lại là nhảy lên tới đệ nhất. Liễu chi nhất mạch, vì diệp ra chi mạch, diệp ra, thiên mục tinh, thêm này trận pháp, có thể nói thực lực, lại trên người một cái tầng thứ Mà cái này công lao Tuy nói đại bộ phận thuộc về liễu vân trí Nhưng nếu không có cổ phong Này trận pháp tuyệt đối sẽ không xuất thế Như thế một ngày này Liễu vân trí tự mình đang môn bái phòng Không chỉ có chính hắn đến Theo hắn cùng đi còn có hai người Cổ phong ánh mắt đảo qua hai người này Hai người này cùng liễu vân trí dung mạo Đều có chút giống Trong đó một cái cùng liễu vân trí thoạt nhìn Niên kỷ không sai biệt nhiều Một cái khác thì là một đầu bạch phát. Liễu Bình không, bái kiến các chủ, kia bạch phát lão giả, trực tiếp ôm quyền mở miệng. Bên cạnh hắn, kia nam tử trung niên, cũng là đối cổ phong một xá. Chuyện hôm nay, tự nhiên lại có rất nhiều người đến đây vây xem. Liễu Bình không, thế nhưng là liễu chi nhất mạch gia chủ, tu vi, hoàng cấp đỉnh phong. Mà bên cạnh hắn kia nam tử, là hắn đại nhi tử, liễu thừa đức, tu vi cũng là hoàng cấp. Tăng thêm liễu vân trí, ba người này, là liễu chi nhất mạch, toàn bộ ba cái hoàng cấp cường giả. Bây giờ, cùng một chỗ đăng môn bái phỏng, có thể thấy được thành ý. Liễu tiền bối khách khí, cổ phong ôm quyền cười một tiếng, ánh mắt đảo qua, sau lưng một đám liễu gia tu giả, lại là dơ lên đông đảo hộp quà. Không cần nghĩ, cổ phong cũng biết rõ, những cái này hộp quà bên trong, đều trang cái gì. Tất nhiên cùng mai ra cùng phong ra đưa tới một giạc, đều là tăng cường sinh cơ, kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Các chủ đối ta liễu ra như thế đại ân, xứng nhận này bái. Liễu Bình không nghiêm mặt mở miệng, ta vốn liền là phàm nhân, 10 năm thọ nguyên, bỏ qua cũng liền bỏ, lại ta chẳng qua là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, sáng tạo ra trận pháp cũng không phải ta. Cổ Phong mỉm cười, hắn tự nhiên cũng nghe nói Liễu Chi nhất mạch bên kia sự tình. Các chủ đại nhân, việc này, Liễu sư huynh, chúng ta mới quen đã thân, người ta trước đó sớm đã nói xong, gọi nhau huynh đệ liền có thể. Ha ha, Diệp sư đệ, người có chỗ không biết, người dành cho ta quyển kia điển tịch, đơn giản quá thần, ngũ sắc hỏa lôi quả xuất hiện, nhưng này ngũ sắc hỏa lôi quả lại cũng không phải là bình thường ngũ sắc hỏa lôi quả. Liễu Vân trí giờ phút này trên mặt mang theo ý cười. A, à, cổ phong nghi hoặc có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên, dùng ngài cho ta kia điển tịch bên trong, ghi chép thảo mộc duyên thọ trận, kéo dài sinh cơ sau, kia hỏa lôi quả phát sinh thuế biến, mỗi một loại chín mùi, đạt đến cực hạn. Ngũ hành chi lôi, biến thành cực hạn ngũ hành chi lôi. Như thế, lấy này hỏa lôi quả bố trí ngũ hành quy nguyên trận, uy lực bạo tăng, bây giờ trên thực tế phải gọi cực hạn ngũ hành quy nguyên trận. Liễu Vân Trí giờ phút này cao hứng bừng bừng, này trận pháp là hắn qua đời thê tử sáng tạo, nếu là hắn thê tử biết rõ, này trận pháp so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn, tất nhiên có thể nhắm mắt. Nguyên lai like như thế, Cổ Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Thầm nói, tiên đằng biết được điển tịch, quả nhiên bất phàm. Tiếp theo, Liễu Vân Trí lại nói ra, Diệp Sư Đệ, không chỉ có như thế, này trận pháp, có thể kích thích ta liễu chi nhất mạch thiên địa linh vật cửu mạch tiên liễu sinh trưởng lúc đầu ta liễu chi nhất mạch cửu mạch tiên liễu, sinh trưởng cũng đã đi đến cực hạn, bây giờ lại có lần nữa thuế biến xu thế. Còn có bậc này sự tình, cổ phong một lần này, cũng kinh ngạc, không nghĩ đến, này liễu chi nhất mạch thiên địa linh vật, có thể mượn nhờ lôi điện trận pháp sinh trưởng Này hoàn toàn vượt qua cổ phong dự kiến, liễu vân trí mới vừa muốn nói lời nói, bên này liễu bình không lại là mở miệng còn không vẻn vẹn ở đây bởi vì ta liễu chi nhất mạch mọi người mặc dù thể nội cũng đều ẩn chứa thiên mục huyết mạch nhưng cũng không phải là từ thông thiên thụ bên trong đoạt được mà là từ cửu mạch tiên liễu truyền thừa xuống nên hôm nay mục huyết mạch phẩm giai kém xa chủ mạch đệ tử tự thân tư chất so với chủ mạch người cũng kém không ít bây giờ bởi vì cửu mạch tiên liễu sống lại chúng ta thể nội thiên mục huyết mạch phẩm giai có tăng lên xu thế cái này cũng có thể Cổ phong đều có chút choáng váng Bản thân không phải liền là cho liễu vân trí một bản điển tịch ha Làm sao một cái đưa tới nhiều như vậy tạo hóa Chính là mà bởi vì huyết mạch tăng lên Chúng ta cảm ngộ lực tăng cường Liễu chi nhất mạch bên trong Đã có không ít đệ tử Mượn một lần này cơ duyên Thành công đột phá Cho dù chúng ta hoàng cấp tu giả Đột phá gian nan Một lần này cũng có không ít chỗ tốt Lão phu có nắm chắc Ba nghìn năm có thể bước vào chuẩn tôn cấp Liễu bình không hưng phấn cười to một bên liếu vân trí cũng là cười nói ta trong vòng trăm năm tất có thể bước vào tiên đạo bát giai một bên khác liếu thừa đức cũng là cười nói ta trong ngàn năm có thể bước vào tiên đạo cửu giai này cổ phong giờ phút này đều là kinh ngạc không thôi tất cả người vây quanh trong đầu cùng nhau oanh minh cứu được mai tiểu sương cho mai chi nhất mạch một cái tương lai giúp phong lãnh hàn bài trừ phá trướng giúp đỡ đột phá cho phong lãnh hàn cho phong chi nhất mạch một cái tạo hóa mà bây giờ, cổ phong giúp liễu chi nhất mạch, sáng tạo ra cửu giai trận pháp, giúp cửu mạch tiên liễu sống lại, giúp liễu ra người tập thể huyết mạch độ tinh khiết tăng lên. Này tạo hóa, thật sự cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Có thể nói, phàm là tiếp cận cổ phong này tam mạch, đều từ cổ phong nơi này, chiếm được to lớn chỗ tốt. Lại nhìn nhìn, giờ phút này bao ra xương cốt, hôn mê tiên đằng phía trên đảo ân lâm và cay nhiệt nữ tử, mọi người không có nửa phần thương hại. Khó có thể tưởng tượng, các chủ đại nhân, thật thần. Các chủ đại nhân, cứu vớt nhất mạch, không, là tăng lên nhất mạch, khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người, giờ phút này, đều khó có thể tin. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên đều là vẻn vẹn một cái phàm nhân làm. chương 2337, Cúc Cung Tận Tụy. Như thế, rất tốt, cổ phong không có nhiều lời, trên mặt tiếu dung phù hiện. Liễu chi nhất mạch quật khởi, đối diệp ra tới nói, tự nhiên là chuyện tốt, cổ phong tự nhiên cũng đi theo cao hứng. Các chủ, ân này quá nặng, ta liếu chi nhất mạch, không thể báo đáp, cuối cùng, ta liếu chi nhất mạch, tập thể thương nghị quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào, giúp các chủ tái tạo tiên căn. Liếu bình không mở miệng, cổ phong trong lòng, mười phần cảm động, diệp ra, là một cái gia tộc, cổ phong thi ân đồng thời, cân nhắc, là huyết mạch tương liên. Mà bây giờ, hắn cảm thấy, gia tộc ấm áp. Bất quá cổ phong, trên người tiên căn căn bản không có mất đi, chỉ bất quá bị lão ngư lấy tu linh phong ấn, triệt để phong ấn. Chỉ cần trăm năm, cổ phong nhục thân cùng thần hồn thương thế khôi phục, mở ra phong ấn liền có thể. Đương nhiên, tất cả những thứ này, cổ phong còn không thể tùy tiện nói. Cổ phong mở miệng, việc này, các chủ không cần do dự, ta liếu chi nhất mạch am hiểu nhất trị liệu, trước khi đến, cử mạch tiên liếu nơi đó, tập hợp ta toàn bộ liếu chi nhất mạch, toàn bộ 16 vạn người riêng phần mình một giọt bản mệnh tinh huyết, ngưng tụ ở một căn này, tiên liếu cảnh phía trên. Nói xong, liễu bình không trong tay, xuất hiện một cây chưa đầy đường vân cành liễu. Này cành liễu, hiện ra màu xanh biếc, óng ánh trong suốt. Này, chính là liễu chi nhất mạch huyền tử tiêu chí bảo vật, tiên liễu nhánh, cùng đào chi nhất mạch thanh tiên đào là ngang nhau đặc thù bảo vật. Bản mệnh tinh huyết, đối với mỗi cái tu giả tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Mất đi một giọt, chỉ ít cần mấy năm tu dưỡng, mới có thể bổ về. Này tập hợp 16 vạn tu giả bản mệnh tinh huyết cành liễu, nhưng cổ phong vì đó động dung. Tả, cổ phong mở miệng, các chủ không cần khách khí, này cành liễu, này 16 vạn bản mệnh tinh huyết hình thành mạch lạc, tăng thêm cửu mạch tiên liễu uy năng, tất nhiên có thể vì các chủ tái tạo tiên căn. Lại để nơi này tiên khí, quán thâu các chủ thể nội. Nói xong, liễu bình không, đem này cành liễu, mũi nhọn, đâm vào cổ phong chỗ cổ tay. Cổ phong không có cự tuyệt, nhưng mà, kia cành liễu bên trong tiên khí, thử nghiệm tràn vào cổ phong thể nội, lại là một chút đều không cách nào tràn vào chỉ bởi vì, lão ngư phong ấn, quá bá đạo. Trên thực tế, Liễu Bình không nếu là phá vỡ phong ấn, cổ phong liền muốn lâm vào tu thịnh hồn thể băng nguy cơ, nhưng cổ phong biết được, phong ấn này, hắn không phá nổi, tự nhiên sẽ không cuốn đối phương hảo ý. Này, Liễu Bình không cũng đã thi triển toàn lực, như cũng không cách nào chút vào cổ phong thể nội, nửa điểm tiên khí. Giờ khắc này, Liễu Bình không gấp, chuẩn bị thiêu đốt tu vi trợ giúp cổ phong. Liễu tiền bối, có thể, ta thể nội tiên căn, sớm đã triệt để vỡ vụn, hóa thành hư không, tự nhiên không cách nào tái tạo, ta đời này, nhất định là một cái phàm nhân, bởi vậy tổn hại ngươi tu vi, không đáng. Cổ phong nhìn về phía Liễu Bình không, mở miệng, Liễu Bình không đỏ lên con mắt, các chủ, người yên tâm, một lần này trở về, ta nhường mỗi cái tộc nhân, cống dâng ra 10 giọt bản mệnh tinh huyết, chỉ cần các chủ thể nội, còn thừa lại dù là một tia tiên căn hải cốt, lão hủ cũng phải trợ giúp các chủ tái tạo tiên căn. Một bên, Liễu Vân Trí cùng Liễu Thừa Đức, trong mắt cũng đầy là chấp nhất phía sau bọn họ đông đảo liếu mạch này đệ tử cũng là như thế cổ phong đối liếu chi nhất mạch ân quá nặng đi tiền bối giờ khắc này cổ phong mở miệng tất cả mọi người ánh mắt hội tụ ở cổ phong trên người cổ phong mở miệng liếu tiền bối người hảo ý ta xin tâm lĩnh nhưng mười giò tinh huyết sẽ để cho một cái mới vào tiên đạo tu giả căn cơ hao tổn thậm chí tương lai bị ngăn trở ta cổ phong sẽ không bởi vì bản thân tư dục nhưng toàn bộ liễu chi nhất mạch hy sinh như vậy huống hồ ta tình huống ta hiểu rõ ta làm phàm nhân lại như thế nào cho dù đời này chỉ có trăm năm ta cũng có thể vì diệp ra cúc cung tận tụy chết thì mới dừng lời nói rơi xuống cổ phong tay áo dài hất lên xoay người nhìn về phía thiên không kia trong mắt một cỗ thê lương ý một thân tản mát ra bi thương khí chất cho người vì đó động dung cúc cung tận tụy chết thì mới dừng đây là cỡ nào ý chí tất cả mọi người tâm thần rung động, giờ phút này nói không ra lời đến. Nhìn xem cổ phong bóng lưng, tất cả mọi người đều cảm giác kia cho dù là một cái phàm nhân thân thể, nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ giống như tiên sơn nguy nga. Các chủ, liễu bình không tâm thần rung động, trong mắt hắn mơ hồ trong suốt phù hiện. Trước mắt là một cái như thế nào người, vì gia tộc, thậm chí bản thân sinh mệnh, đều có thể bỏ qua. Ở đây không biết bao nhiêu người, cảm thấy cỗ này bi thương ý, mọi người con mắt, đều có chút phiếm hồng, một chút tuổi trẻ đệ tử, thậm chí nước mắt chảy xuống. Không cần nói, người nếu thật làm như thế, ta liền bản thân kết thúc. Cuối cùng, cổ phong tay áo dài hất lên, đi vào pháp các. Yên tĩnh, pháp các trước đó, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người tâm, đều đang rung động. Bọn họ gặp qua đắc đạo người, gặp qua phẩm đức cao thượng hạng người, nhưng chưa bao giờ gặp qua, như vậy người. Như vậy phẩm đức, nhưng không biết bao nhiêu tu giả, trong lòng xấu hổ. Cũng ở giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ yên tĩnh. Liễu thái tổ ra ra, ngài lão nhân ra đến, nhanh mau cứu ta, ta muốn không được, ta thực sự kiên trì không được. Bao ra xương cốt đạo ân lâm vừa lúc tỉnh lại, nhìn thấy liễu bình không, lúc này mở miệng. Vù, giờ khắc này, hơn vạn đạo ánh mắt, cùng nhau rơi vào đạo ân lâm trên người. Mọi người ánh mắt, đều là mang theo lạnh ý, cảm giác kia, hận không thể đem đạo ân lâm xé nát. Các chủ dạng này đại gia, đừng nói thù địch, dù là có mảy may đắc tội đều là tội ác cực kỳ ngươi đáng chết liễu bình không lạnh giọng một câu quay người mà đi liễu ra người toàn bộ rời đi ngươi hiểu cúc cung tận tụy hàm nghĩa sao ngươi người này cặn bã ngươi hiểu chết thì mới dừng chân lý sao ngươi một cái ti tiện hạng người đám người đối với đào ân lâm nhao nhao phỉ nhổ này đến cùng chuyện gì xảy ra ai tới mau cứu ta cha ra ra ta thực sự kiên trì không được đào ân lâm thật sụp đổ lúc đầu hắn coi là diệp lạc trần như thế đối đãi bản thân mọi người sẽ đối với hắn chỉ trích sẽ đối bản thân đồng tình nhưng mà hắn mỗi một lần tỉnh lại phát hiện mọi người đối với hắn thái độ chính là chán ghét mấy phần đến hiện tại thậm chí có người trong mắt đối bản thân đều có sát ý hắn tuyệt vọng triệt để tuyệt vọng liễu chi nhất mạch sửa tình cấp tốc ở thiên mục tinh truyền ra một câu quốc cung tận tụy chết thì mới dừng nhưng vô số người trong lòng đối cổ phong có cuồng nhiệt sùng bái Bây giờ, toàn bộ diệp ra, cơ hồ tám thành người, đối với cổ phong kính nể không thôi. Tự mình bên trong, một số người, thậm chí bởi vì âm thầm nói qua cổ phong nói xấu mà tự trách. Không biết bao nhiêu người, trong miệng cũng không còn, phàm nhân chữ, đều là tôn sưng các chủ đại nhân. Từ cổ phong, tiến vào diệp ra, đến bây giờ, bất quá 10 ngày thời gian. 10 ngày, chỉ dựa vào, phàm nhân chi thân, nhưng tám thành tộc nhân, đứng ở bản thân nhất mạch, nhưng ba đại chi mạch, triệt để tán thành. Bậc này thành tựu, có thể nói, siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì một đời, tiền đăng ký chủ. Đào ân lâm, nguy cơ sớm tối, lại không người đồng tình, thậm chí nếu không phải cổ phong hạ lệch, không được ngoại nhân tham dự, thậm chí có cổ phong người sùng bái, muốn tự tay kết thúc đào ân lâm. Đào chi nhất mạch, rốt cục đỉnh không được, chương 2338, lấy ơn báo oán. Một ngày này, đào chi nhất mạch ba vị hoàng cấp trưởng lão, cùng nhau đăng môn tả tội. Người cầm đầu, chính là đào chi nhất mạch chi chủ hoàng cấp cường giả tối đỉnh đào hải đào cổ phong giờ phút này khuôn mặt dị thường bình tĩnh vô hỉ vô bi cứ như vậy lặng lặng nhìn xem trước mắt một đám đào chi nhất mạch người đào hải đào sắc mặt biến hóa trong lòng đối cổ phong lại là nhiều hơn mấy phần kính nể bản thân một cái hoàng cấp cường giả ở đối phương như vậy thần thái khí chất phía dưới lại có mấy phần áp lực mấy ngày nay hắn cũng đã lao tâm vô lực trước đó hắn bế quan không nghĩ đến bản thân thân tôn tử Đào Ân Lâm bị thánh tử ủng hộ, đi trước gây hấn pháp các các chủ. Hắn xuất quan sự tình, mới biết được việc này, lúc đầu không quá để ý. Nhưng đằng sau sự tình, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Bây giờ, tam mạch đều đứng ở cổ phong một bên, đặc biệt là Liễu Chi nhất mạch, kia cơ hồ cùng cổ phong đều muốn đồng sinh cộng tử. Loại tình huống này phía dưới, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực, bốn chi mạch kết giao rất nhiều, nếu như tam mạch châm đối bản thân mạch này, vậy như thế nào sinh tồn? cho dù là diệp vân thành ngôn ngữ uy hiếp đào ân lâm cũng là không lo được việc này vốn liền là bọn họ đã làm sai trước bây giờ khăng khăng kiên trì cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì dù sao diệp vân thành là một người mà không phải nhất mạch nhưng bây giờ này các chủ diệp lạc trần thế nhưng là nhận trong tộc cơ hồ tám thành người tán thành ở trong tộc địa vị cũng đã khó có thể tưởng tượng nên đào hải đào đến đăng môn tả tội hắn biết rõ chỉ có cùng người trước mắt Biến chiến tranh thành tơ lụa, đào chi nhất mạch mới có thể càng tốt sinh tồn. Lại, cùng cổ phong tiếp xúc ba cái chi mạch, đều có to lớn tạo hóa, nói không trông mà thèm, đó là giả. Các chủ, Đào Hải Đào mở miệng, ngôn ngữ bên trong không có nửa phần kiêu căng, thậm chí mang theo mấy phần khiêm tốn. Dẫn hắn đi thôi, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Vừa nói, tâm thần khẽ động, Tiên Đằng lập tức chính là buông lỏng ra kia một mực bị trói lấy Đào Ân Lâm cùng cây nhiệt nữ tử buông xuống. Ra ra ngài đã tới ta thiếu chút nữa thì chết đào ân lâm nước mũi một thanh nước mắt một thanh trực tiếp nhào vào đào hải đào nơi này kia cay nhiệt nữ tử giờ phút này cũng là như thế lúc đầu nàng cũng coi như mỹ mạo giờ phút này toàn thân xương gầy như que củi chật vật cực kỳ không biết trời cao đất rộng đồ vật trở về lại thu thập ngươi lăn một bên đi đào hải đào nhìn xem bản thân này tôn tử hận không thể một trường vỗ chết quát lạnh một tiếng đào ân lâm không dám nhiều lời tranh thủ thời gian trốn đến bản thân ra ra sau lưng. Đào hải đào khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, tất cả những thứ này, cùng hắn trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống. Bản thân tôn tử, thế nhưng là dẫn đầu nháo sự, đến khiêu chiến Diệp Lạc Trần, thậm chí, chuẩn bị hung hăng đem hắn dẫm ở dưới chân, lấy Diệp Lạc Trần, bây giờ uy thế, bây giờ địa vị, đào hải đào vốn coi là, bản thân muốn bỏ ra giá thật lớn, mới có thể đem chuyện hôm nay hóa giải, trước mắt một màn này, nhưng hắn triệt để mộng cứ như vậy tha thứ vẫn là trong lòng của hắn bất an mở miệng các chủ đại nhân ta đều đi qua cổ phong bình thản một câu tay áo dài khẽ vẫy xoay người sang chỗ khác đi qua dạng này liền đi qua ở đây tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng đụng vào các chủ uy nghiêm dĩ nhiên cứ như vậy đi qua đào hải đào trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được lúc này mở miệng tả các chủ lòng hắn buông xuống đột nhiên cảm giác cùng cổ phong cái này ngay từ đầu cho rằng là địch nhân người, liên hệ, đúng là so trước đó cho rằng là chỗ dựa Diệp Vân Thành liên hệ, càng dễ dàng. Ra ra, ta cảm giác ta muốn không được, mau cứu ta. Giờ phút này, một bên đào ân lâm sắc mặt khó coi, hắn sắc mặt đỏ lên. Đào hải đào sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ này Diệp Lạc Trần ngoài miệng nhân từ, trên thực tế cũng đã đến bản thân này tôn nhi vào chỗ chết. Hắn lúc này bàn tay đè ở đào ân lâm trên đầu, tiếp lấy đầu hắn ong một tiếng, sắc mặt kịch biến, đó là khó có thể tưởng tượng sợ hãi lẫn vui mừng, tôn nhi, ngươi thể nội thạch mạch, bị phá vỡ. Cái gì, nghe đến lời này, chung quanh đào chi nhất mạch người, toàn bộ chấn kinh. Đào chi nhất mạch đệ nhất huyền tử, đào ân lâm, mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng tự thân lại có thiếu hụt, hắn tiên thiên có ba đầu kinh mạch ngăn chặt, lấy bất luận cái gì biện pháp, đều không cách nào khơi thông, ba đầu này kinh mạch, bị gọi thạch mạch, bởi vì này ba đầu thạch mạch, đến mức hắn tương lai tiên lộ, tất nhiên có hạn, thậm chí có truyền văn hắn đời này đều không có khả năng đi đến hoàng cấp đào hải đào cùng đào chi nhất mạch tất cả tu giả nghĩ hết biện pháp thậm chí xin giúp đỡ diệp ra chủ mạch cao tầng đều không cách nào giải quyết mà hiện tại này thạch mạch làm sao lại đột nhiên biến mất một bên đào ân lâm phụ thân đào phương lúc này mở miệng phụ thân đây là thật thiên chân vạn xác đào hải đào lập tức mở miệng lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nhìn về phía cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được đào ân lâm giờ phút này hưng phấn giống to ra ra ta thạch mạch biến mất không nghĩ đến ta đại nạn bất tử dĩ nhiên người một cái danh con người đại nạn cái rắm tất cả những thứ này là người diệp sư thúc cho người kinh thiên tạo hóa còn không cho người diệp sư thúc dập đầu tả tội đào hải đào lúc này tức giận một câu cái gì tất cả mọi người đều mộng mọi người trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc trước đó diệp lạc trần không phải trách phạt đào ân lâm đem hắn trói ở trên tiên đằng sau làm sao chẳng lẽ, ra ra, này, đào ân lâm trong lòng đã sớm hận thấu cổ phong, giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi ngu xuẩn đồ vật, đến hiện tại còn không minh bạch, các chủ đại nhân đưa ngươi trói ở trên tiên đằng, nhưng tiên đằng hấp thu ngươi huyết dịch, nhưng không có muốn ngươi tính mệnh ý tứ, ngược lại, chậm rãi hấp thu, như thế chậm rãi hấp thu phía dưới, ngươi thể nội huyết dịch, liền sẽ chậm rãi sinh sôi, như thế, người một thân máu cũ, toàn bộ bị hút đi, kia thạch mạch, cũng là đi theo máu cũ vỡ vụn, tiêu tán, ngươi thể nội, tất cả đều là tân sinh huyết dịch. Này, là ngươi diệp sư thúc cho ngươi tạo hóa, đào hải đào chữ như kinh lôi. Này, đào ân lâm mộng, triệt để mộng, mấy ngày này, hắn nhận hết cha tấn, coi cổ phong là không đội trời chung cửu nhân, mà hiện tại mới biết được, đối phương chẳng những không có quái tội bản thân, ngược lại, còn cho bản thân như thế tạo hóa. Một cỗ, vô cùng mãnh liệt tự trách cùng hổ thẹn cảm giác, ở trong lòng biên cuồng sinh sôi. Lấy ơn báo oán, các chủ, cỡ nào phẩm chất, này, các chủ phẩm chất độ cao cũng đã cho người không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người trong đầu triệt để oanh minh, căn bản không cách nào tưởng tượng. Báo ân dễ dàng, nhưng lấy ơn báo oán, đây là nhân cách thăng hoa, đây là phẩm đức cực hạn. Diệp sư thúc, ta đáng chết, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đùng đùng, thình thịch, đào ân lâm lệ rơi đầy mặt, không ngừng quất lấy bản thân miệng, rút khi nhớ sau đó, bắt đầu đối cổ phong, điên cuồng dập đầu, hắn hối hận, hắn tự trách, hắn cai chán cũng đã máu tươi chảy xuôi, nhưng hắn hồn nhiên không biết, giờ khắc này, trong lòng của hắn, kia trí cao, chỉ có một người, đó là cổ phong. Người mặc dù như thế nào, đều không đủ, người cũng biết nhường tiên đằng một mực hấp huyết, này cần các chủ một mực lấy bản thân khí huyết hiến tế, tiên đằng mới có thể làm như thế, cái này đối các chủ tự thân là tổn thất to lớn. Nhìn thấy đào ân lâm bộ dáng như thế, đào hải đào, lại là lần mở miệng. Không tiếc hy sinh bản thân, đến trợ giúp, một cái đối bản thân có cửu oán người. Này! Mọi người trong lòng rung động, lần nữa tăng lên, nhìn về phía Cổ Phong, kia kính ngưỡng đi đến cực hạn. Đào Ân Lâm nghe xong, thân thể đều đang run rẩy, lệ rơi đầy mặt, điên cuồng dập đầu. Đào Hải Đào giờ phút này, ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn nhìn về phía Cổ Phong kia trước đó chưa từng có vĩ ngạn bóng lưng, chỉ muốn một đáp án, vì cái gì? Chỉ nghe khẽ than thở một tiếng ung dung vang lên, vốn sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Chương 2339, đủ cao. Thiên Mộc Phong, Lầu Các, Diệp Bách Nhiên ở phòng bên trong, qua qua lại lại đi lại, có chút tâm thần bất định. Diệp Vân Thành thì là ngồi xếp bằng, đang vận chuyển công pháp. Bỗng nhiên hắn trợn mở con mắt, nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, nhàn nhạt nói: Bách Nhiên, bình tĩnh một chút. Nhị thúc, ta nói định không được a, à, ngài nói đem Diệp Lạc Trần Nâng phải cao một chút, nhưng bây giờ sự tình đã có chút mất khống chế, hắn dĩ nhiên trợ giúp Liễu Chi nhất mạch sáng tạo ra cửu giai trận pháp còn trợ giúp liếu chi nhất mạch tập thể huyết mạch tăng lên bây giờ toàn bộ trong tộc tám thành tu giả trong lòng đối diệp lạc trần đều cực kỳ khẳng định lại nâng hắn liền muốn lên trời diệp bách nhiên trên mặt sốt ruột trực tiếp mở miệng bách nhiên người chính là quá trẻ mặc dù trong tộc tám thành tu giả tán thành hắn nhưng chân chính có thể trung tâm không thay đổi lại có mấy cái ta sớm đã nói qua bưng lấy càng cao ngã càng thảm thành đại sự cần gặp nguy không loạn tâm tư ngươi chưa chắc diệp phân thành nhưng lại không để ý ở hắn nhìn đến sự tình như cũ ở trong chính mình trưởng khống thế nhưng là nhị thúc đào ra nơi đó không sao vì thúc cũng đã tự mình đăng môn qua kia đào hải đào không dám diệp phân thành khắp khuôn mặt là tự tin mà cũng ở giờ phút này ngoài cửa một đạo thanh âm truyền đến đại trưởng lão đại sự không xong lập tức một cái người hầu vội và xông tới vội vàng hấp tấp giống bộ dáng gì chuyện gì diệp phân thành sắc mặt thong rong mở miệng Đại nhân, đào hải đào mang theo tất cả đào gia cao tầng, đăng môn cho Diệp Lạc Trần, đi tả tội. Người hầu mở miệng, đáng chết, Diệp Bách Nhiên nghe đến lời này, lúc này sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn về phía Diệp Vân Thành, nhị thúc, tất cả mọi người đều biết rõ, đào gia là người chúng ta, mà hiện tại, hắn đi cho Diệp Lạc Trần nói lời cảm tạ, này chẳng phải là đại biểu, chúng ta bị một cái nho nhỏ phàm nhân, cho làm hạ thấp đi. Đào hải đào cái này đồ hèn nhát, sớm biết sẽ có việc này. Diệp Vân Thành mở miệng, thần sắc trên mặt khó coi, bất quá như cũ không có quá nhiều biến hóa, mở miệng kết quả như thế nào, nếu như bản tôn đoán không sai mà nói, lấy Diệp Lạc Trần ngày đó biểu hiện ra không thiệt thòi tính cách, chỉ sợ kia đào ân lâm bất tử cũng phải tàn tật, bây giờ cùng đào ra cũng đã triệt để thù địch đi. Nhị thuốc rượu a, à, chẳng lẽ ngài lão nhân ra, đem tất cả những thứ này, sớm đã kế hoạch ở bên trong. Giờ phút này, Diệp Bách Nhiên nghe xong, lúc này trong mắt sáng lên. Ha ha, đây là tự nhiên, kỳ thực phi thúc có hai tay chuẩn bị, nếu như đào gia định trụ áp lực thì tốt, mà đỉnh không được, lúc này, kia đào ân lâm cũng trên cơ bản không chết cũng tàn phế, đào hải đào đối với hắn cái này tôn tử, cực kỳ yêu thích, như thế cùng Diệp Lạc Trần quyết liệt, thậm chí sẽ ngay tại chỗ đối Diệp Lạc Trần động thủ, dù là ngày đó không có nại hà Diệp Lạc Trần, đằng sau tất nhiên còn có rất nhiều tranh đoạt, Diệp Lạc Trần cũng sẽ rơi xuống bêu danh, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Diệp phân thành một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dáng, lập tức nhìn về phía kia người hầu mở miệng thế nào đào hải đào có phải hay không giận điên lên ngay tại chỗ đối diệp lạc trần động thủ đại nhân này kia tùy tùng từ nay về sau khắc sắc mặt tái xanh trắng nhợt có chút khó coi mang theo khẩn trương và do dự đến cùng phát sinh cái gì nói diệp phân thành nhìn người hầu như thế khuôn mặt có loại dự cảm không tốt sự thật cùng đại nhân nói hoàn toàn tương phản ngươi nói cái gì diệp lạc trần chẳng những trực tiếp liền đem đào hải đào thả hơn nữa đối đào gia không có nửa phần trách tội, thậm chí hắn không tiếc nhiều ngày tự tổn thọ nguyên thiêu đốt khí huyết, mượn tiên đằng lực lượng trợ giúp đào ân lâm chặt đứt thạch mạch, cải tạo tu vi, cho hắn một trận đại tạo hóa. Này, Diệp Vân thành đầu ong một tiếng, cái này cùng hắn tưởng tượng, hoàn toàn không giống, ở hắn nhìn đến, Diệp Lạc Trần cho dù có chút tâm trí, nhưng dù sao tuổi trẻ khí thịnh, tất nhiên cùng đào gia bất hòa, mà hiện tại. Người nói cái gì, người nói Diệp Lạc Trần, không tiếc tự tổn thọ nguyên, đến trợ giúp bản thân địch nhân, còn cho đối phương to lớn tạo hóa. Diệp Bách Nhiên giờ phút này, cũng mộng, trên đời còn có như thế vô tư người. Đúng vậy A Thánh Tử Đại Nhân, việc này thiên chân vạn xác thuộc hạ ngay tại chỗ nhìn thấy, hôm nay. Người hầu rất nhanh, đem chuyện đã xảy ra kể lại qua một lần. Một lần này, dù là chấn định như Diệp Vân Thành, giờ phút này sắc mặt, cũng là một phiến tái nhợt. Vốn sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Tốt một tay rút củi dưới đáy nồi, Diệp Lạc Trần, ta một mực làm ngươi là một cái chỉ là phàm nhân, bây giờ nhìn đến, ta xem thường ngươi. Diệp Vân Thành giờ phút này bình tĩnh lại, đáy mắt nổi lên vô cùng lạnh ý. Lúc đầu, hắn cho rằng cổ phong chỉ là một cái tiểu nhân vật, chuẩn bị hắn thức tỉnh sau đó, trực tiếp đem hắn cướp đi, đem pháp các trưởng khống ở trong tay tự mình. Lại không nghĩ, hắn trong vòng một ngày, liền nhường pháp các tam lão khăng khăng một mực, trong vòng 10 ngày, nhường bốn đại chi mạch, toàn bộ thần phục. Thủ đoạn này, Diệp Vân Thành tự hỏi, cho dù là bản thân, cũng làm không đến. Ai, đại nhân, thuộc hạ nói lời nói thật, Diệp các chủ phẩm đức, thuộc hạ đời này chưa từng thấy, sau này thuộc hạ không muốn lại tiếp tục điều tra Diệp các chủ, cho dù hắn là một cái phạm nhân, nhưng bây giờ, đáng giá người tôn kính. Giờ phút này, kia người hầu, trong mắt đều là không khỏi toát ra mấy phần sùng bại ý. Lan, Diệp Vân Thành nghe đến lời này, tức giận đến thất khiếu bốc khói, tay áo dài hất lên. Trực tiếp, Kia người hầu trong miệng máu tươi cuồng phún, bị đánh bay ra ngoài. Nhị thúc, trên đời này, thật có như thế xả thân vì người người sao? Diệp Bách Nhiên không khỏi mở miệng, nói bậy, kẻ này tâm cơ sâu, trước đây chưa từng gặp, tất cả những thứ này, chỉ sợ đều ở hắn tính toán bên trong, hắn Dĩ Vãng chưa bao giờ ở Diệp gia xuất hiện qua, có thể phỏng đoán, dù cho hắn là Diệp gia dòng chính, đối với gia tộc cũng không có khả năng có bao nhiêu sâu đậm cảm tình, hắn làm như thế, tất nhiên là có mục đích, rất đơn giản liền là muốn triệt để chiếm cứ pháp các, đem tất cả trưởng khống ở trong tay tự mình. Kẻ này, dã tâm không nhỏ." Diệp Vân Thành nói ra. "Thế nhưng là nhị thúc, bây giờ nên làm sao? Hắn một chiêu này lấy ơn báo oán, cảm động vô số tu giả, bây giờ chỉ sợ toàn bộ trong tộc, đối với hắn tán thành tu giả, sắp đi đến chín thành, này độ cao có chút vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống." Diệp Bách Nhiên nói ra. "Không sao, hiện tại hắn đã bị bưng lấy quá cao, cao đến cực hạn, bây giờ, đến động thủ." giờ phút này quẳng xuống, hắn sẽ triệt để rơi xuống thần đàn. Cổ phong tiến vào diệp ra, bất quá thời gian nửa tháng. Triệt để, nhấc lên một trận phong bạo, lấy phàm nhân chi thân, nhường pháp các tam lão, bốn đại chi mạch, toàn bộ thần phục. Đặc biệt một câu cuối cùng kia, vốn sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau, nhưng không biết bao nhiêu tu giả, vì đó xúc động, bản tộc người, có thể nào tổng lấy thù hận thù địch lẫn nhau, tự tương tàn sát, có gì tất yếu. Này trong lúc vô tình, nhưng vô số tu giả tình ngộ, nhưng bốn đại chi mạch thậm chí cùng chủ mạch tầm đó cũng càng thêm đoàn kết. ngày đó vô số người nhìn thấy đào ân lâm cái chán tràn đầy máu tươi, hắn nước mắt chảy xuôi cặp mắt khóc sưng đỏ, lại hắn lập thệ, đời này mạng hắn là diệp lạc trần. ngày đó vô số người cũng nhìn thấy đào hải đào lão lệ ngang dọc lập xuống lời thề, sau này chỉ cần dùng lấy được đào ra, đào gia tất nhiên tòng mệnh. ngày đó giống như rất nhiều sự tình bị cải biến.